Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 264. Người đàn ông áo đó gằn giọng lên, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên đột nhiên giơ tay chém kiếm ra. Ầm. Theo luồng kiếm quang lóe lên, người đàn ông áo đỏ lập tức bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém bay ra ngoài mấy vạn trượng. Mọi người kinh hãi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo đỏ giờ đây đã nứt toác cơ thể, khinh thường bảo, ngươi cũng xứng gọi ta là Kháo Sơn Vương. Nói rồi, hắn lại nhìn một lượt đám thần linh còn lại, một mình đấu đơn không dám thì ta có thể cho phép các ngươi đánh hội đồng, hôm nay Kháo Sơn Vương ta sẽ đánh với cả đám thần linh các ngươi. Đến đây. Vèo. Một tiếng kiếm ngân vang phóng thẳng lên trời cao, đâm vào tinh hà sâu xa. Đến đây. Diệp Huyên đứng ở chân trời, nhìn xuống bọn thần linh bằng nửa con mắt. Hắn chấp hết. Một mình đánh với tất cả thần linh luôn. Tuyên bố này của hắn khiến máu nóng của chúng bốc lên đầu, ngặt nỗi không ai dám ra tay trước. Tất cả chỉ vì kiếm của tên này có thể giết chết bản thể của chúng. Sở dĩ thần linh ngạo mạn đến vậy là vì chúng tự tin vào tấm thân bất tử của mình. Nhưng tất cả đều thành vô dụng trước mặt thanh niên này. Hành vi của chúng chẳng khác gì mấy thằng trẻ trâu dưới thế tục, lên mạng thì văng tục đầy mồm, tự xưng bố mày là nhất, ông trời cũng chỉ là nhì, nhưng thoát mạng rồi thì khúm na khúm núm. Bỗng nhiên, chỉ thấy chiến thiên thần vương kia chậm rãi đứng dậy, nâng mắt lên. Diệp Huyên không hề nhiều lời, lập tức hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Chiến thiên thần vương nheo mắt lại, vung tay tung cú đấm ra. Uỳnh. Một thứ ánh sáng đen vô tận tuôn trào theo cú đấm. Ầm. Tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp đất trời, đẩy cả hai người lùi lại. Cánh tay phải của chiến thiên thần vương nứt toác sau khi dừng lại, không ngừng ứa ra máu đen. Những người khác thấy vậy thì biến sắc. Chiến thiên thần vương nhìn Diệp Huyên với vẻ khiếp sợ trong mắt, vừa toan mở miệng thì hắn đã lại biến mất. Xoẹt. Có kiếm quang lóe lên. Đồng tử chiến thiên thần vương co rụt lại rồi vội vã nhấc chân dẫm tới trước khiến thời không khắp nơi vặn vẹo cong vòng, đồng thời thả ra vô số sóng xung kích màu đen. Không ai nhường ai. Ầm. Đường kiếm của Diệp Huyên chém vỡ quần sáng đen trước khi hất chiến thiên thần vương bay đi cả trăm nghìn trượng, lần này khiến tay phải y hoàn toàn vỡ nát sau khi dừng lại. Xoẹt. Lại một tia kiếm quang lao tới. Chiến thiên thần vương hốt hoảng, không ngừng trượt chân lùi lại, ngặt nỗi lại không nhanh bằng kiếm của Diệp Huyên. Đúng lúc kiếm quang sắp sửa làm thịt y, Diệp Huyên bỗng nhíu mày, quay về sau chém ra. Ầm. Kiếm quang bùng nổ, đẩy hắn lùi lại hơn trăm nghìn trượng. Dừng lại rồi, hắn thấy một lão già tóc trắng đứng án ngữ trước mặt chiến thiên thần vương, trong tay lão ta là một quyển sách cổ đang lập lòe ánh sáng. Lão già lên tiếng, diễu võ dương oai. Diệp Huyên chỉ tuét miệng cười nhăn nhở rồi biến mất. U u u. Tiếng kiếm minh lồng lộn vang lên, một tia kiếm quang thoát cái đã bắn về phía lão già, đi kèm với kiếm ý nhân gian vô tận đang không ngừng tràn vào kiếm Thanh Huyên. Lão già nheo mắt lại, niệm thần chú. Uỳnh. Quyển sách trong tay lão bắn ra một quầng sáng vàng chứa vô số bùa chú bí ẩn. Tỏa ra sức mạnh hùng hậu đập nát thiên hà. Hai bên nghênh chiến trực diện. Duỳnh. Kiếm quang và ánh sáng vàng nổ tung sau khi va chạm khiến bốn bề trở thành một màu đen nhánh. Trong thời không bóng tối vô tận đó, lão già không ngừng lui lại, đồng thời quyển sách trong tay cũng vỡ ra từng chút một. Lão không khỏi cả kinh. Sau đó lại thấy một thanh kiếm khác bay tới. Đồng tử lão co rụt lại, cấp tốc niệm chú, để một tia sáng vàng chói lòa trượng rọi ra từ giữa trán. Oanh. Nhưng nó vừa va phải kiếm của Diệp Huyên đã vỡ nát, không thể ngăn cản. Phập. Những người khác đều thấy kiếm của hắn cắm vào giữa trán lão già. Lão ta kinh hãi giống lên, cứu ta. Chiến thiên thần vương lập tức nhào tới chỗ Diệp Huyên. Nhưng đã có một bóng người lao tới. Chính là An Lan Tú. Choang. Cây thương trong tay nàng ta buộc chiến thiên thần vương phải dừng chân tại chỗ. Y khoác mắt chừng An Lan Tú, nhưng chưa kịp ra tay thì đã nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi nhìn sang, y chỉ thấy lão già tóc trắng kia đã bị kiếm Thanh Huyên hấp thu toàn bộ. Uỳnh. Thanh kiếm tỏa ra khí tức hùng hậu,
tiếng kiếm minh vút lên khiến vũ trụ tinh không cũng phải run rẩy. Sau khi linh hồn bị cắn nuốt, lão già chỉ để lại một làn khói trắng chậm rãi biến mất. Chết rồi. Các thần linh khác thấy vậy thì tái cả mặt. Bản thể của lão cũng bị giết rồi. Vẻ kinh hãi tràn ngập trong mắt Chiến Thiên Thần Vương. Sau khi Kiếm Thanh Huyên hấp thụ linh hồn lão già xong, Diệp Huyên cảm nhận được tu vi của nó đã tăng lên rất nhiều. Hắn đưa tay cầm kiếm, chợt nghe tiểu hồn ríu rít kêu lên, tiểu chủ. Năng lượng trong linh hồn những người này nhiều lắm, ta mà hấp thụ thêm được nữa thì chắc sẽ đột phá đó. Nó hoàn toàn không nhỏ tiếng chút nào, vì vậy các thần linh đều nghe được rành mạch. Sắc mặt chúng càng trở nên xấu xí. Hoàn toàn không nể mặt nể mày chút nào. Diệp Huyên cười nói, thần linh ở đây dư giả, chốc nữa cho ngươi ăn thêm. Láo xược. Thần linh áo đỏ kia không nhìn được mà quát lên, nhưng gã vừa bước ra đã thấy kiếm quang ập tới. Dầm. Gã bị hất văng đi cả mấy chục nghìn trượng chỉ trong nháy mắt, sau đó là một cái bóng mở lóe lên. Xoẹt. Kiếm Thanh Huyên lại cắm vào giữa trán gã trước bao nhiêu con mắt trợn tròn. Quỳnh. Rồi nó bắt đầu cấp tốc hấp thu linh hồn gã. Thần linh áo đỏ sợ hãi la toáng lên, cứu ta. Cứu ta. Nhưng không một ai dám nhúc nhích. Gã thấy vậy thì phẫn nộ quát, các ngươi cùng tấn công một lượt thì hắn làm được gì chứ? Một số thần linh nghe vậy thì dục dịch. Diệp Huyên thì quay lại nhìn chúng, đến đây. Dứt lời, hắn vung tay, gọi ra 10 triệu thanh kiếm nhân gian xuất hiện sau lưng. Các thần linh méo cả mặt, không còn ai dám mạnh động nữa. Thần linh áo đỏ thấy vậy, mặt xám như tro. Bỗng nhiên, nữ kiếm tu áo trắng kia hóa thành một tia kiếm quang lao tới. Thần linh áo đỏ trợn mắt như muốn nứt ra, không. Chạy đi Linh Nhi. À ta chỉ vung kiếm đâm vào trán Diệp Huyên. Hắn không tránh không né. Một khắc sau đã hoàn toàn hấp thu lấy kiếm của ả. Đồng thời, một thanh kiếm nhân gian đâm ngược vào giữa trán ả. Phập. Nữ kiếm tu áo trắng cứng đờ tại chỗ. Không. Thần linh áo đỏ thét lên với đôi mắt đỏ ngầu. Diệp Huyên lạnh lùng liếc sang, nói cái đếch gì mà lắm thế. Gã căm tức chừng hắn, ngươi. Diệp Huyên vung kiếm. Xoẹt. Thủ cấp gã bị chém văng đi. Linh hồn thì bị kiếm Thanh Huyên hấp thu trong nháy mắt. Diệp Huyên gọi kiếm trở về, cảm nhận khí tức của nó lại tăng lên rất nhiều. Hắn khấp khởi mừng thầm, nghĩ nếu tiếp tục để kiếm hấp thu linh hồn thần linh thì biết đâu có thể đột phá lần nữa. Bỗng hắn nghe nữ kiếm tu áo trắng hoang mang hỏi, vì sao? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn lên, đối diện với ả ta, vì sao kiếm của ta không làm gì được ngươi? Diệp Huyên tỉnh dụi, ta từ bé đã tu luyện vô địch kiếm thể, có thể miễn nhiễm với mọi loại kiếm rồi. Ả ta gầm lên, sao có thể thế được? Diệp Huyên, ta cũng thấy vô lý lắm, nhưng biết sao được, ta vô lý như vậy đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nữ kiếm tu cứng đờ. Diệp Huyên vung tay, để kiếm Thanh Huyên chui tọt vào đầu nàng ta. Quỳnh. Nó lại điên cuồng hấp thụ linh hồn. Diệp Huyên xoay người rời đi. Đúng lúc này, bỗng có một luồng khí tức vô cùng đáng sợ ùa tới từ sâu trong lòng vũ trụ. Nó khiến tinh hà sôi lên sùng sục. Diệp Huyên dừng bước. Đại lão chân chính xuất hiện rồi. Diệp Huyên nhìn về chân trời, thấy một vòng xoáy khổng lồ đang thành hình ở đó. Đôi mắt nheo lại, hắn vung kiếm ra. U. Tiếng kiếm minh trong vắt vang lên, hắn đã cầm kiếm bước vào lốc xoáy. Quỳnh. Kiếm quang bùng nổ từ bên trong lốc xoáy khiến nó run lên bần bật trước khi sụp đổ. Vô số kiếm khí đan xen ngang dọc, biến chân trời thành một vùng hỗn độn. Khi chúng tan đi, những người khác nhìn thấy Diệp Huyên và một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, mang một chiếc găng vàng trên bàn tay phải. Mục Thần Vương. Có thần linh kêu lên. Cái tên này khiến rất nhiều thần linh hớn hở ra mặt. Bởi vì đây là người đứng đầu các thần vương. Năm ấy gã ta bị chủ nhân bút đại đạo đích thân phong ấn. Mà các thần linh lại không ngờ sẽ có ngày gã cũng phá cũi mà ra. Mục Thần Vương nhìn Diệp Huyên, ngươi. Nhiều lời làm gì?
hắn bật ra một tiếng cười khinh miệt, vung kiếm đánh tới. Xoẹt! Kiếm quang lóe lên. Mục Thần Vương khẽ nheo mắt, tay phải nắm lại rồi tung ra cú đấm. Uỳnh! Hàng chục nghìn luồng sáng vàng theo đó lóe lên. Uỳnh! Tất cả thời không trong thiên địa, trừ thần điện hư chân, đều hóa thành cho bụi. Bởi vì thần trận hư chân đã được khởi động, đang không ngừng tản ra vô số sức mạnh khổng lồ, thay thần điện hư chân chặn lại những thứ ánh sáng kia. Các thần linh gần đó bị đẩy lùi liên tục. Duỳnh duỳnh! Ai nấy đều cảm nhận được cả thế giới đang gặp địa chấn. Khi nhìn lại chỉ thấy Diệp Huyên và Mục Thần Vương đang đại chiến kịch liệt với nhau, người tới ta đi ác liệt như nước với lửa. Không ai chịu nhường ai. Sắc mặt các thần linh càng xa sầm. Bên kia, Vô Biên Chủ và Tội Vương cũng dừng tay. Hai người đứng trong thời không bóng tối vô tận, nhìn hai người kia với sắc mặt nghiêm trọng. Vô Biên Chủ chỉ biết nhìn Diệp Huyên trong im lặng. Không ngờ thực lực của Kháo Sơn Vương lại tăng trưởng đến mức kinh khủng như vậy chỉ trong thời gian qua. Còn có kiếm Thanh Huyên trong tay, lại càng thêm siêu hạng. Ông ta lầm bầm, không ngờ hắn đã mạnh đến như vậy, ta cũng không thể thua được. Nói rồi, ông ta đánh mắt sang Tội Vương, mà như cảm nhận được, gã cũng nhìn lại. Vô Biên Chủ cong môi, trước tiên phải giải quyết thằng đần nhà mi đã. Nói xong, ông ta vươn tay, để hàng loạt bùa chú đại đạo bí ẩn tuôn ra. Tội Vương thấy thế thì nheo mắt, nắm tay lại. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt Vô Biên Chủ trước khi ông ta biến mất. Ầm. Những bùa chú đại đạo kia cũng ầm ầm xông về phía Tội Vương. Gã thấy Vô Biên Chủ dùng tuyệt chiêu thì tất nhiên không dám khinh thường. Thân thể khẽ run, gã hóa thành vô số cái bóng nhào tới. Gã cũng tung ra tuyệt chiêu. Uỳnh. Một đợt sóng xung kích đáng sợ nổ ra từ nơi hai người giao chiến, chỉ mấy chốc đã lan xa trận trăm nghìn dặm. Chỉ thấy những cái bóng của Tội Vương đang lần lượt biến mất. Các thần linh khác biến sắc. Vô số cái bóng vỡ tan tành trong nháy mắt, chỉ còn lại một người đang điên cuồng thối lui. Không phải Tội Vương thì là ai? Tốc độ của Vô Biên Chủ còn nhanh hơn gã, không để gã kịp dừng lại đã vào tới trước mặt, đấm thẳng vào yết hầu gã. Đùng! Thân xác Tội Vương tan thành từng mảnh dưới mắt mọi người, linh hồn cũng vỡ nát. Thua luôn rồi. Ai nấy đều nhìn Vô Biên Chủ với vẻ kinh dị. Người này vẫn luôn che giấu thực lực. Nhưng sau đó, linh hồn của Tội Vương lại nhanh chóng ngưng tụ lại thành thể hoàn hảo. Vô Biên Chủ thấy thế thì nhíu mày. Tội Vương cười khẩy, ngươi giết được ta sao? Gã siết chặt hai tay, chẳng bao lâu sau, thân xác cũng nhanh chóng liền lại. Gã tuét miệng cười, ta là bất tử. Vô Biên Chủ trải qua một thoáng im lặng rồi bước tới trước. Một đóa đạo liên nở rộ dưới chân ông ta. Uỳnh, đóa hoa ấy xé nát thời không trong nháy mắt, thoát cái xuất hiện ngay phía trên Tội Vương. Gã nhíu mày lại, nhưng chưa kịp ra tay thì đã thấy một chùm sáng đen ập xuống. Duỳnh đạo liên nhấn chìm linh hồn Tội Vương trong chớp mắt. A! À, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa đất trời. Những người khác chỉ thấy mặt mũi Tội Vương vặn vẹo một cách đáng sợ, kêu gào rách họng đến là đau khổ. Cùng lúc đó, linh hồn gã biến mất từng chút một, không như lần trước mà là đang liên tục bị phân giải. Không lâu sau, người khác chỉ thấy nó đã bị chia ra thành mấy trăm nghìn khối nhỏ. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Điều này khiến sắc mặt Vô Biên Chủ xa sầm. Những mảnh linh hồn một lần nữa ngưng tụ lại, để Tội Vương lại xuất hiện không chút sức mẻ trước mặt ông ta. Gã vẫn còn sống được. Sắc mặt Vô Biên Chủ trở nên xấu xí vô cùng. Ha ha ha. Tội Vương càn rỡ cười to, mở miệng khiêu khích, thứ thiện dân nhà mi sẽ không bao giờ giết được bổn vương. Vô Biên Chủ nhìn thẳng vào mắt gã, người bất tử, nhưng người sẽ yếu đi. Ông ta lại gọi đạo liên xuất hiện, phun ra một luồng sáng đen bao trùm Tội Vương. Á! Gã thét lên thảm thiết, linh hồn lại nhanh chóng biến mất. Vô Biên Chủ gằn giọng với kẻ đang la hét, một lần không giết được, ông đây sẽ giết trăm lần, cho mi biết thế nào là gái sớm. Linh hồn Tội Vương một lần nữa bị phân giải trước mắt mọi người. Cứ mỗi lần chết đi như vậy, gã ta sẽ trở nên yếu hơn,
vì vậy tuy có thể sống lại nhưng không thể chống lại vô biên chủ, chỉ có thể ăn đòn không ngừng nghỉ. Tội vương cũng nhận thức điều này, vì vậy khi linh hồn ngưng tụ trở lại, bèn hả họng gào lên, đánh. Đánh. Lời này khiến các thần linh ở xa không chần chừ nữa mà nhào về phía vô biên chủ. Chúng sợ Diệp Huyên, không có nghĩa là sợ người này. Bởi vì ông ta không giết chúng được. Nghe tội vương ra lệnh, thần linh chen chúc nhau ùa tới. Cảnh tượng khiến vô biên chủ nhíu mày. Chợt nghe Diệp Huyên gọi từ nơi xa, vô biên, lùi lại. Bản thân hắn thì trở lại thần điện hư chân, vô biên chủ theo sát. Diệp Huyên cầm thần kiếm hư chân trong tay, nhìn đám thần linh đang vọt tới với vẻ dữ tợn, sau đó vung kiếm bổ xuống, chém. U u u. Tiếng kiếm minh lảnh lót vang lên, hàng loạt kiếm quang hình bùa chú bí ẩn phóng ra từ thân kiếm. Ầm. Mấy chục nghìn thần linh đi đầu bị chúng đập cho nát người, số còn lại bị chém văng đi cả trăm nghìn trượng. Diệp Huyên nhìn mà trố mắt. Mạnh dữ vậy. Vô biên chủ cũng hốt hoảng, cha mẹ ơi, trận pháp này mạnh dữ vậy sao? Diệp Huyên gật đầu như dã tỏi, ai mà ngờ thần trận hư chân lại mạnh tới thế đâu. Không hổ là hàng của chủ nhân bút đại đạo. Y cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Mục thần vương đứng ở chân trời, lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và vô biên chủ phía dưới. Tội vương vừa sống lại xuất hiện bên người gã ta, thấp giọng nói, không thấy các cường giả khác của thế giới hư chân. Mục thần vương nhíu mày. Tình hình không đúng. Mãi cho đến nay mà chỉ mới thấy Diệp Huyên và vô biên chủ, không thấy cường giả nào khác. Sắc mặt tội vương đen xỉ đi, quá bất thường, có thể chúng đang câu giờ. Câu giờ. Mục thần vương nheo mắt lại, vì sao? Tội vương, sức mạnh của tên Kháo Sơn vương này tăng lên nhanh chóng như vậy, chắc chắn là có một nơi tu luyện bí mật nào đó. Lũ cường giả thế giới hư chân khác tuyệt đối cũng đang ở đó. Chúng ta không thể để chúng trì hoãn nữa, bằng không sẽ vô cùng bất lợi. Mục thần vương liếc nhìn Diệp Huyên, trầm giọng hỏi, thanh kiếm của hắn kỳ lạ vô cùng, có tra ra lai lịch không? Tội vương, chỉ biết do muội muội hắn làm ra. Mục thần vương liếc sang, muội muội. Tội vương gật đầu, là một nữ kiếm tu áo trắng, thực lực. Có hơi mạnh một chút. Có hơi mạnh một chút. Lời này khiến chân mày mục thần vương cau lại, có điều tra rõ ràng chưa? Tội vương gật đầu, căn bản đều đã biết được. Nàng này là người chống lưng cho Diệp Huyên, tuy số lần ra tay không nhiều nhưng đã ra thì chỉ cần dùng một kiếm. Nhưng thế cũng thường thôi, thế giới bên dưới yếu như sên vậy, đổi lại là ta cũng thế. Mục thần vương vẫn tỏ ra cẩn trọng, nàng ấy có thể tạo ra người phá quy tắc tức không hề đơn giản, tuyệt đối đừng xem thường. Tội vương cười, đừng nghĩ nhiều vậy mục huynh, nếu kiếm tu váy trắng đó mạnh đến vậy thì sao còn chưa xuất hiện? Không phải sợ thì là gì? Mục thần vương nói sau một thoáng im lặng, bảo nguyên vương tạm thời đừng ra tay mà hãy âm thầm đề phòng cô gái kia, còn chúng ta. Tội vương ngắt lời, để ta. Mục thần vương nhìn sang, thấy gã cười nói, nguyên vương có sức mạnh phá trận đặc biệt, cô gái kia để ta lo. Mục thần vương chớ lo, ta sẽ không xem thường nàng. Lấy sức ta cho dù không thể địch lại thì ít nhất vẫn qua được vài trăm hiệp. Mục thần vương ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu, được. Nói cũng phải, cô gái váy trắng kia có mạnh đến đâu cũng không thể giết tội vương trong nháy mắt chứ hả? Trên đời làm gì có ai mạnh đến vậy được? Nghĩ đến đây, mục thần vương thấy yên tâm trở lại, hướng mắt nhìn xuống Diệp Huyên và vô biên chủ, phá trận. Phá trận. Một lốc xoáy khổng lồ kéo dài vạn trượng xuất hiện phía sau gã ta. Quỳnh. Từng đợt khí tức đáng sợ không ngừng túa ra từ bên trong, sau đó có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này chính là Nguyên Vương. Y nhìn xuống Diệp Huyên và vô biên chủ bên dưới, cất giọng cười to, tránh ra. Để ta thể hiện. Các thần linh nghe vậy thì rối rít lùi lại. Trong thần điện hư chân. Vô biên chủ nhìn thấy Nguyên Vương thì thấp giọng nói, ngươi cẩn thận. Diệp Huyên làm sao dám khinh thường thần linh, bèn gật đầu. Chỉ thấy Nguyên Vương vươn tay, gọi một quyển thần điển màu vàng xuất hiện. Y nhắm mắt lại, miệng niệm thần chú cổ xưa, thần điển kia bay vút vào bên trong lốc xoáy, rồi từ đó thả ra mấy chục triệu tia thần quang đen kịt. Thời không trong thiên địa bị nó xé nát bấy trong nháy mắt.
Các thần linh cũng kinh hãi mà lùi lại cực nhanh. Diệp Huyên nhìn những tia thần quang lấp kín bầu trời kia, nheo mắt lại, thần kiếm hư chân trong tay khẽ run. Một khắc im lặng sau, hắn bất thình lình rút kiếm. U u u. Tiếng kiếm minh thánh thoát vang lên, đi kèm theo là mấy chục triệu kiếm quang ùn ùn phóng lên từ thần điện hư chân. Ầm. Không ngừng có những luồng sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ trong tinh không, chói lòa như pháo hoa, ép cho các thần linh phải liên tục lùi bước. Trước lốc xoáy, khóe môi Nguyên Vương nhếch lên một độ cong lạnh lùng khi nhìn Diệp Huyên rồi ngồi xuống. Thần quang vô tận đang không ngừng phụt ra từ lốc xoáy, trực chỉ Diệp Huyên. Phá trận này chủ yếu tập trung vào khả năng kéo dài rất lâu. Đương nhiên không chỉ có một mình y, mà còn cả vô vàn thần linh trong lốc xoáy đang giúp y duy trì pháp trận. Diệp Huyên nheo mắt lại, bất thình lình đạp mạnh chân phải, hóa thành kiếm quang phóng vút lên cao. Coi chừng! Mục Thần Vương lên tiếng. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, Nguyên Vương mở quyển thần điển, để nó thả ra một thần tướng cả người mặc áo giáp vàng, tay cầm thương vàng. Nó thả mình nhảy về phía Diệp Huyên, mang theo sức mạnh khổng lồ đập vỡ những thần quang cạnh bên. Hai người giao chiến trực diện. Quỳnh! Kiếm quang và thương mang đồng thời bùng nổ. Thần tướng giáp vàng bị đẩy bật đi sang nghìn trượng, khi vừa dừng lại thì cây thương trong tay đã tan thành cho bụi. Nó sửng sốt vô cùng. Nguyên Vương cũng ngạc nhiên không kém. Mới có một chút mà thương cũng nát luôn. Sau đó y nghe Tội Vương nói, cẩn thận, tên này có thanh kiếm rất đặc biệt. Lúc này, Diệp Huyên đã lao tới trước mặt thần tướng. Đôi mắt nó nheo lại, biết rằng một khi bước lùi là phải chết, vì vậy dẫm chân về trước, thọc ngón tay tới. Dùng tay làm thương. Vô số thương mang theo ngón tay nó túa ra. Xoẹt. Có tiếng xé rách vang lên, tất cả thương mang dập nát trong nháy mắt. Một khắc sau, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán thần tướng giáp vàng. Diệp Huyên xuất hiện sau lưng nó, gọi kiếm Thanh Huyên trở về rồi đạp mạnh chân phải. Quỳnh. Thời không nơi ấy sụp đổ. Diệp Huyên hóa thành kiếm quang phóng lên cao, chém thẳng vào Nguyên Vương. Thấy vậy, đôi mắt y híp lại đầy giận dữ. Thần điển lại được mở, thả ra một con thú khổng lồ khiến đất trời đều phải chấn động. Nó tung người lao về phía Diệp Huyên. Hắn không lùi mà tiến, điên cuồng thả ra hàng loạt kiếm ý nhân gian. Chém! Tiếng thét phẫn nộ của hắn vang vọng khắp chân trời. Kiếm quang nhấn chìm con mãnh thú trước bao cặp mắt, mà Diệp Huyên thì đã đánh trước mặt Nguyên Vương, con thú sau lưng hóa thành mảnh vụn. Sắc mặt Tội Vương không khỏi đọng lại khi thấy cảnh này. Gã chợt nhận ra tên vua dựa dẫm này càng đánh càng mạnh. Hắn tu luyện kiểu gì vậy? Sao chẳng khác gì bật hách? Nguyên Vương cũng tỏ ra nghiêm trọng vô cùng, thấy Diệp Huyên nhào tới, y mở đến trang cuối cùng trong thần điển. Chỉ trong nháy mắt, vô số huyết lôi ầm ầm tuôn ra. Quỳnh! Lôi quang bùng nổ đẩy văng Diệp Huyên vừa vò tới trước Nguyên Vương bay xa tới mấy chục nghìn trượng. Nhưng cũng trong lúc đó, kiếm Thanh Huyên bỗng hóa thành kiếm quang chém về phía y. Nguyên Vương biến sắc, đóng sập thần điển lại, giơ nó ra trước người. Ầm! Kiếm Thanh Huyên chém tới khiến thần điển run lên bần bật trước khi vỡ vụn. Dư lực đánh bay Nguyên Vương đi, mà Diệp Huyên cũng đã hóa thành kiếm quang lao tới. Thấy nhát chém tới, Nguyên Vương biến sắc, y không ngờ thanh kiếm này lại kinh khủng đến nỗi có thể chém vỡ cả chí bảo của mình. Nhưng đúng lúc này, lại có quyền mang sộc tới từ bên hông. Diệp Huyên nheo mắt, xoay người chém ra. Xoẹt! Nhát kiếm chém vỡ quyền mang. Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên chính là Mục Thần Vương. Gã ta liếc nhìn hắn rồi nói với Nguyên Vương, đừng có tay đôi với hắn, nhanh chóng khởi động thần trận hủy diệt đại trận bên dưới đi. Nguyên Vương gật đầu rồi bước vào lốc xoáy đen. Chỉ một khắc sau, từ bên trong tuôn ra vô số thần quang giáng xuống như mưa rào. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, Diệp Huyên không bước vào hư chân thần trận bên dưới mà vung tay thả kiếm ý nhân gian ra. Quỳnh! 10 triệu thanh kiếm nhân gian phóng ra, đâm bể vô số thần quang. Nhưng chúng tựa như cát trên bãi biển, vẫn tiếp tục luôn ra từ lốc xoáy. Đúng lúc này, bỗng có một bóng người vọt về phía lốc xoáy. Là Vô Biên Chủ, Mục Thần Vương liếc nhìn nhưng không làm gì để ngăn cản.
Tội vương đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên bỗng nói, lão Mục, chúng ta cùng nhau đánh lén hắn đi. Đánh lén. Mục thần vương tỏ vẻ do dự trước những lời này. Cứ có cảm giác làm như vậy sẽ không tốt lắm. Lại nghe tội vương thấp giọng dù gì, mục thần vương, hai bên đang quyết chiến sinh tử, không cần phải giảng đạo đức với chúng. Làm đi. Nói rồi đã tung người về phía Diệp Huyên. Sau một giây do dự, mục thần vương cũng lao ra theo. Diệp Huyên đang đánh nhau với mấy tia thần quang thấy thế thì nhíu mày. Bỗng nhiên An Lan Tú xuất hiện, nhảy về phía mục thần vương và tội vương với đôi mắt hung tàn. Nàng ấy thét lên một tiếng, tung cây thương trong tay ra. Thương mang như thủy triều cuộn trào tuôn ra từ mũi thương. Quỳnh! Sức mạnh khổng lồ buộc hai người kia dừng lại, nhưng chỉ một khắc sau đã vỡ nát, khiến An Lan Tú bị đẩy lùi liên tục. Tội vương là người đầu tiên lao tới chỗ Diệp Huyên. Nhưng lại gặp phải một ông lão chặn đường. Chính là Nguyên Hư Thần Đế. Thấy tội vương lao tới, ông ta chỉ lạnh lùng trừng mắt, không hề hé răng mà vung tay lên, thả ra một luồng sức mạnh chấn động. Nó đẩy lui tội vương trong nháy mắt. Khi dừng lại, gã nhíu mày thốt lên, Nguyên Hư, ra là ông. Nguyên Hư chắp tay ra sau lưng, phải, là cha mi đây. Gương mặt tội vương vặn đi, láo xược. Vừa dứt lời, gã đã nhào tới cùng với cú đấm. Nguyên Hư chỉ khinh thường nhìn lại, cũng bước tới vùng đấm ra. Quỳnh! Tội vương bị đánh bay đi vạn trượng. Khi vừa dừng lại thì đã thấy Nguyên Hư Thần Đế đã ầm ầm lao tới. Trên mặt toát ra vẻ dữ tợn, tội vương giẫm mạnh chân phải, phóng ra như một mũi tên. Hai bên nhanh chóng lao vào đấu đá kịch liệt. Bên kia, Diệp Huyên đã hóa thành kiếm quang lao về phía Nguyên Vương. Khi thấy vậy thì biến sắc, nhưng cũng biết mình không thể lui bước được nữa, bèn gọi một cái ấn màu đen hiện ra rồi ném về trước. Từ trong ấn xuất hiện một bóng người mờ ảo khổng lồ, nó siết tay phải lại rồi rộng xuống. Duỳnh! Cú đấm khiến tinh hà điên cuồng rúng động như gặp phải một cơn địa chấn đáng sợ. Một tia dữ tợn xẹt qua trong mắt Diệp Huyên, huyết mạch phong ma sôi trào trong nháy mắt. Để kiếm thanh huyên trong tay trở thành màu đỏ máu. Chiến! Theo nhát kiếm vung xuống, kiếm quang màu máu đập nát bóng người to lớn kia. Cảnh tượng này khiến Nguyên Vương biến sắc, lập tức chạy trốn vào lốc xoáy kia mà không có lấy một giây chần chừ. Qua mấy lần giao thủ, bao nhiêu bảo vật của y đều đã tiêu đời, cũng dạy cho y biết tuyệt đối không thể đánh chính diện với người này. Thấy Nguyên Vương chạy đi, Diệp Huyên đang định xách kiếm vọt theo thì bỗng thấy một bóng người bắn ra từ trong lốc xoáy. Hắn sửng sốt. Đó chính là người vừa đi vào ban nãy vô biên chủ. Khóe môi ông ta còn mang theo một dòng máu tươi. Diệp Huyên không khỏi trợn to mắt, dứt khoát từ bỏ ý định xâm nhập lốc xoáy. Vô biên chủ lau vết máu đi, ánh mắt nhìn thứ đó vô cùng nghiêm trọng, bên trong rất kỳ lạ. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, có cường giả? Vô biên chủ gật đầu. Diệp Huyên nhìn lốc xoáy một cái, không nói không rằng mà vung kiếm, từ xa chém ra một nhát. Một quầng kiếm quang va thẳng vào lốc xoáy. Duỳnh! Nó chấn động kịch liệt, nhưng một khắc sau đã đẩy kiếm quang tan đi. Diệp Huyên không khỏi ngạc nhiên. Vô biên chủ mới nói, bên trong có cường giả, chúng ta lui về thần điện hư chân trước. Sau đó lập tức đưa hắn rời đi. An Lan Tú và Nguyên Hư Thần Đế cũng vội vàng nối gót. Diệp Huyên nâng mắt lên, chỉ thấy Nguyên Vương chậm rãi bước ra từ lốc xoáy. Y lẳng lặng nhìn theo bọn họ. Đúng lúc này, có một người áo đen xuất hiện trước mặt y. Tội vương vừa nhìn thấy người này thì tái cả mặt. Mục thần vương chỉ im lặng liếc nhìn. Người bí ẩn mở miệng, từ giờ phút này, nơi này do ta tiếp quản. Mục thần vương gật đầu. Không hề phản đối. Tội vương và Nguyên Vương lại càng không dám. Ánh mắt người bí ẩn chuyển sang Diệp Huyên, kiếm của người này có thể phá vỡ quy tắc, đáng để nghiên cứu, chốc nữa nhớ đừng giết. Phía trên ra lệnh, phải bắt sống. Tội vương chỉ biết im lặng nhìn lên, không dám hé răng. Nhưng để bắt tên đó thì còn khó hơn lên trời. Người bí ẩn lại nói, phá trận. Phá trận. Lời vừa ra. Lốc xoáy sau lưng người này bất ngờ chấn động,
sau đó phun ra một luồng sáng vàng rực đổ từ chân trời xuống như một thác nước lộng lẫy. Đồng thời cũng mang theo sức mạnh kinh hoàng. Diệp Huyên bên dưới nheo mắt lại, gọi hư chân thần kiếm xuất hiện trong tay. Trong nháy mắt đó, khắp thần điện hư chân chợt xuất hiện vô số bùa chú vàng rực. Khởi động đại trận. Diệp Huyên nhìn thác nước vàng với vẻ lạnh lùng, vung kiếm chém ra. Xoẹt. Kiếm quang phóng vút lên từ hư chân thần kiếm. Luồng sáng kia run lên khi bị nó va phải, thậm chí còn xuất hiện vết rạn, nhưng nó không bể mà còn phá vỡ kiếm quang của Diệp Huyên. Sắc mặt hắn không khỏi xa sầm. Sau đó hắn bước về trước, nhắm mắt lại. Thần điện hư chân chấn động kịch liệt, phóng ra vô số kiếm quang từ bốn phía, nhằm thẳng vào luồng sáng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tinh không bị xé thành từng mảnh vụn. Luồng sáng vàng run lên bần bật dưới đợt tấn công của kiếm quang rồi vỡ ra. Nhưng chỉ một khắc sau, nhóm Diệp Huyên biến sắc khi thấy nó hóa thành từng bùa chú vàng óng, mỗi cái đều mang theo sức mạnh vô ngần. Uinh uinh uinh. Sức mạnh khổng lồ bùng nổ, kiếm quang từ hư chân thần trận bị dập cho nát bét, sau đó là vô số bùa chú vàng rực lao xuống, trực chỉ nhóm Diệp Huyên. Chúng như những ngôi sao băng hủy thiên diệt địa. Diệp Huyên lập tức phóng lên cao. Hàng loạt kiếm quang vàng óng từ hư chân thần trận cũng theo đó bắn ra. Chém! Hắn thét lên một tiếng phẫn nộ, chân trời lập tức bùng nổ trong kiếm quang. Nhưng một khắc sau, lại có mấy chục tia sáng vàng lao ra từ trong lốc xoáy đen. Ầm ầm! Toàn bộ thế giới hư chân sôi trào trong nháy mắt. Uinh uinh! Vô số kiếm quang bị chôn vùi nơi chân trời. Bản thân Diệp Huyên cũng bị thứ sức mạnh khủng khiếp kia đẩy lùi. Khi trở lại hư chân thần trận, hắn còn định mượn sức nó một phen, nào ngờ hư chân thần kiếm trong tay chợt phát ra tiếng rắc rồi nứt vỡ. Diệp Huyên không khỏi cả kinh. Hư chân thần kiếm khẽ run lên. Sau một hồi im lặng, hắn buông kiếm, thì thầm, người tự do rồi. Thanh kiếm run lên như đang nói gì đó. Diệp Huyên mỉm cười, đi đi thôi. Ngươi đã hy sinh quá nhiều cho thế giới này rồi, đến vũ trụ quan huyên nghỉ ngơi đi. Kiếm lại run lên trước khi hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Thật ra nếu được lựa chọn, nó cũng muốn ở lại bên Diệp Huyên. Nhưng nó biết hắn đã có thanh kiếm khác, nó không có cơ duyên và phúc phận này. Hơn nữa, nó cũng không muốn chết ở đây. Nó đã bỏ ra quá nhiều năm ở nơi này, bây giờ nó muốn sống cho riêng mình. Hư chân thần kiếm đi rồi, hư chân thần trận cũng không tồn tại nữa. Diệp Huyên nhìn về chân trời thì thầm, đến đây. An Lan Tú và những người còn lại đi đến sau lưng hắn, lặng lặng nhìn vô số luồng sáng vàng ập đến. Nghênh đón trực diện. Nhưng vào lúc Diệp Huyên sắp sửa ra tay, thời không ở nơi xa lại nứt ra. Một cô gái đạp bước đi tới, sau lưng là vô số vật thể khổng lồ. Đó là, chiến hạm. Là chiến hạm. Hình ảnh cả một rừng chiến hạm chen chúc rậm rạp kia khiến Diệp Huyên ngây ra như phỗng. Nhưng rồi hắn bật cười sảng khoái. Túi tiền tới rồi. Đợi mãi. Cô gái kia còn có thể là ai khác ngoài Tần Quan. Sự xuất hiện của nàng ta khiến người bí ẩn kia cau mày lại. Tội vương nhìn mớ chiến hạm kia, mấy thứ này là gì? Tần Quan chỉ nói, khai hỏa. Khai hỏa. Nàng ta vừa dứt lời. Các chiến hạm bỗng run lên kịch liệt, từng chiếc khạc ra những đường đạn laser ầm ầm lao tới. Người bí ẩn tái mặt trong giây lát, vội vàng vung tay phải ra, gọi một tấm khiên ánh sáng bao trùm vạn trượng xuất hiện trước mặt. Y muốn một mình chống lại tất cả những tia laser kia. Nhưng... Uinh! Từng phát đạn bay tới đập vỡ tấm khiên trong nháy mắt, sức mạnh khổng lồ bùng nổ đẩy người kia bay đi cả chục nghìn trượng. Những thần linh còn lại cũng bay đi lả tả như lá rụng mùa thu, mà những tên đứng đầu nhất thì đã tan thành mây khói. Những người khác chỉ biết trợn mắt há mồm. Đám người tội vương thì được mặt ra. Thứ gì thế này? Cái thứ quái gì thế này? Mặt tội vương tràn đầy khó tin. Tần Quan lại nói, chuẩn bị. Chuẩn bị. Những chiến hạm sau lưng nàng ta lại run lên. Người bí ẩn thấy vậy thì biến sắc kịch liệt, rút lui. Rút. Y vừa nói xong đã dẫn theo một đám thần linh chạy biến. Diệp Huyên la lên, giết.
hắn hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Bên cạnh hắn, Vô Biên Chủ và những người còn lại cũng đồng loạt xông ra. Tần Quan đang chỉ huy chiến hạm ở chân trời cũng đuổi theo. Diệp Huyên bay đi cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người bí ẩn. Y xoay lại, nện một quyền vào Diệp Huyên. Diệp Huyên đáp trả bằng một đường kiếm. Hàng triệu thanh kiếm nhân gian hội tụ bên trong kiếm thanh huyên, tỏa ra kiếm quang chói lòa nhấn chìm cả chân trời. Người bí ẩn và Diệp Huyên đồng thời lui bước. Y nhìn hắn chằm chằm, đang muốn tiếp tục ra tay thì lại thấy hàng loạt đường đạn laser lao tới. Người bí ẩn biến sắc, vội la lên, mở trận pháp. Quỳnh! Vừa dứt lời, đã có vô số tia sáng vàng phun ra từ lốc xoáy đen. Diệp Huyên nheo mắt, lùi về sau để kéo giãn khoảng cách. Đấu pháp ấy à, vẫn nên để phú bà ra tay. Bởi vì so đấu pháp chính là so tiền của. Mấy thứ trận pháp này của thần linh cũng đốt tiền dữ lắm. Laser và ánh sáng điên cuồng đối chọi nhau khiến toàn thể thế giới hư chân đều run bần bật như gặp phải địa chấn khổng lồ. Sắc mặt nhóm Diệp Huyên đanh lại. Phải công nhận trận pháp của thần linh có thể chịu được đạn laser của Tần Quan đã là vô cùng kinh khủng. Bỗng nhiên, Tần Quan búng tay một cái, bắn. Bắn. Những người có mặt đều nhíu mày. Bắn cái gì? Người bí ẩn bên kia cũng dại ra. Chỉ thấy Tần Quan vừa dứt lời, những chiến hạm sau lưng nàng ta cấp tốc lùi về. Khi còn chưa ai hiểu đầu cua tai nheo gì, đồng tử người bí ẩn bỗng rụt lại khi thấy thời không trước mặt nứt toác ra, để một thứ khổng lồ đen kịt nảy ra. Thứ gì đây? Người bí ẩn kinh hãi. Bùm! Một khắc sâu, một đám mây hình nấm ùn ùn dâng lên. Từng đợt khí như gió táp gạt phăng hết từ laser đến ánh sáng vàng. Cũng bao trùm thấy vô số thần linh trong nháy mắt. Nhóm Diệp Huyên thì không ngừng chạy thục mạng. Cách đó không xa, thần điện hư chân đã không còn trận pháp cũng hóa thành cát bụi trong nháy mắt. Diệp Huyên và những người khác chạy chừng cả triệu trượng mới dám dừng lại, khi thấy một vùng đen nhánh trước mặt thì ai nấy đều dại ra. Vô Biên Chủ lắp bắp, ban nãy, là thứ gì? Diệp Huyên lắc đầu. Hắn chỉ biết là thứ phú bà vừa nghiên cứu ra. Uy lực mạnh vãi cả linh hồn. Làm hắn cũng không muốn tu luyện nữa. Cũng may phú bà theo phe mình, bằng không sợ rằng chỉ có tam kiếm mới chấn áp nổi. Đúng lúc này, Tần Quan chợt xuất hiện cách đó không xa, nhoẻn cười gọi Tiểu Huyên tử. Diệp Huyên đáp lại, Tiểu Quan. Tần Quan xoay nhìn sang vùng lân cận, thấy tuy đã có vô số thần linh bị đánh nát thân xác nhưng linh hồn đang nhanh chóng ngưng tụ lại. Thấy vậy, nhóm Diệp Huyên sa sầm mặt mũi. Người bí ẩn cầm đầu kia thì trợn trừng nhìn hắn. Thần linh tuy còn sống nhưng đã bị trọng thương. Thứ kia quá sức kinh khủng. Chợt nghe tội vương run rẩy nói, không ngờ thế giới này lại có người đi theo khoa học kỹ thuật. Đáng sợ thật, đừng nói là người ở bên chúng ta xuống đấy chứ. Chỉ thấy Tần Quan lại búng tay, chuẩn bị. Người bí ẩn kia nghe vậy thì biến sắc, rút lui. Y không đợi các thần linh khác sống lại nữa mà mang hết số còn sống bỏ chạy. Bỏ lại mấy trăm nghìn tên đang khôi phục linh hồn. Diệp Huyên vung tay ném kiếm thanh huyên ra. Nuốt hết. Thanh kiếm điên cuồng hấp thu những linh hồn kia. Bây giờ chỉ có nó mới có khả năng chém chết bản thể của chúng. Thấy cảnh này, sắc mặt nhóm Vô Biên Chủ đanh lại. Kiếm thanh huyên có thể giết, nhưng cũng chỉ có mình nó mà thôi. Còn Diệp Huyên thì không giết được ai. Mấu chốt là thanh kiếm còn cần thời gian để hấp thu linh hồn. Đau đầu thật. Tần Quan bỗng nói, muốn đánh bại chúng thì phải giết bản thể, bằng không chúng sẽ không ngừng tái sinh, chúng ta sẽ bị chơi đến chết. Diệp Huyên gật gù, lần này chúng rút lui, lần sau sẽ trở lại với càng nhiều người, càng mạnh hơn, vô cùng vô tận. An Lan Tú hỏi, phản công được không? Phản công? Những người khác im lặng trước câu hỏi này. Thành thật mà nói, có ai lại không khó chịu khi cứ mãi bị động thế này? Chợt nghe Nguyên Hư Thần Đế lên tiếng, chúng ta căn bản không đến được thế giới của chúng. Thấy những người khác nhìn sang, ông ta nói, năm ấy chúng ta cũng nghĩ tới phản công, thậm chí còn đánh tới lối vào của chân thế giới, cũng chính là chiến trường hư chân sau này. Ở đó, hai bên quyết chiến một lần cuối,
nhưng bọn chúng càng đánh càng đông, lại còn liên tục tái sinh. Cuối cùng, chúng ta cũng đành hết cách, phải lùi về thần điện hư chân, dùng các trận pháp để phòng thủ phản công. Diệp Huyên hạ giọng, chiến trường hư chân. Nguyên hư thần đế gật đầu, trận chiến năm ấy có hai chiến trường, đó là một, nơi này là hai. Hai phe chúng ta quyết chiến ở nơi đó, vốn tưởng có thể đi vào chân thế giới để tiêu diệt chúng tận gốc, nào ngờ. Ông ta dừng lại tại đây, khe khẽ lắc đầu. Trận chiến đó là lần phản công đầu tiên, cuối cùng và duy nhất. Từ đó về sau, hư thế giới chỉ biết bị động phòng thủ trước chân thế giới. Nếu không có chủ nhân bút đại đạo ra tay, e rằng bọn họ đã tiêu đời. Nhưng cho dù vậy, họ cũng chỉ có thể phong ấn thần linh chứ không thể hoàn toàn giết chết. Bỗng Tần Quan hỏi Diệp Huyên, muốn phản công không? Diệp Huyên thoáng im lặng rồi ngẩng đầu nhìn vào tinh không, phản công. Nguyên hư thần đế nhìn hắn, chỉ với bấy nhiêu đây? Hắn gật đầu, chỉ cần bấy nhiêu thôi, đập bỏ mẹ chúng nó. Nói rồi hắn dẫm mạnh chân phải, hóa thành kiếm quang phóng lên. Những người còn lại sôi nổi theo sau. Phản công. Diệp Huyên cũng không thích bị động, hắn thích chủ động. Dưới sự dẫn đường của Nguyên hư thần đế, mọi người đi tới một khoảng hư không vụn vỡ, trong hư không này, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy dấu vết đại chiến. Nguyên hư thần đế nhìn xung quanh với vẻ mặt phức tạp. Lúc này, Vô Biên chủ bỗng lên tiếng, bọn chúng từ đâu tới? Nguyên hư thần đế chỉ về nơi cuối tầm nhìn của mình, nhìn nơi đó đi. Vô Biên nhìn về phương xa, phía cuối tầm mắt có một cánh cửa vòng xoáy. Nguyên hư thần đế trầm giọng bảo, bọn chúng đi ra từ nơi này. Diệp Huyên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Tần Quan cười, hiểu rồi. Nói rồi nàng ta búng tay. Tách! Tiếng búng tay vang lên, ở trước mặt mọi người cách đó không xa, thời không đột nhiên sôi trào, một luồng khí thế đáng sợ quét ra. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt mấy người đều thay đổi. Trong mắt mọi người, một luồng sáng màu đỏ đột nhiên xé toạc thời không, sau đó bay thẳng vào trong vòng xoáy màu đen kia. Bùm! Đột nhiên, một tiếng nổ đáng sợ từ vòng xoáy màu đen vang lên, sau đó toàn bộ chiến trường hư chân đều sôi trào. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt mọi người đều vô cùng nặng nề, họ nhìn chằm chằm cánh cửa vòng xoáy màu đen kia. Cánh cửa vòng xoáy màu đen cũng rung chuyển dữ dội, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, một luồng sáng màu đen bất chợt phóng ra từ trong cánh cửa vòng xoáy màu đen, luồng sáng màu đen bắn thẳng về phía nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên tiến lên trước một bước, chém ra một kiếm, kiếm quang vạn trượng phá không bay ra. Luồng sáng đen lập tức bị nhát kiếm này phá vỡ. Diệp Huyên nhìn vòng xoáy màu đen, nhíu mày, không ngờ vòng xoáy này lại có thể chống lại được loại bom gì đó của Tần Quan. Tần Quan cũng chau mày. Vậy mà lại chống lại được. Nàng ta không phục. Tần Quan tiến lên rồi hô, tiểu ái, tung chiêu lớn. Tung chiêu lớn. Nghe câu này của Tần Quan, ánh mắt mấy người đang có mặt đều nhìn vào nàng ta. Bùm. Bỗng chốc, thời không trước mặt Tần Quan vặn vẹo, sau đó một cột trụ chọc trời với chiều dài cả mấy vạn trượng mang theo ngọn lửa rất dài bay ra. Khí thế mạnh mẽ làm cho chiến trường hư chân bị phá hủy từng chút từng chút. Thấy thế, nét mặt mọi người trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Dưới sự chú ý của mọi người, thứ đó bay vào trong cánh cửa vòng xoáy màu đen. Bùm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trong cửa vòng xoáy màu đen vang lên, ngay sau đó, toàn bộ cánh cửa dần dần vỡ vụn, đồng thời chiến trường hư chân cũng bắt đầu bị hủy diệt từng chút một. Uy lực quá khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt phía Diệp Huyên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ gì thế này? Quá khó tin. Mà lúc này, mấy chục hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ cánh cửa vòng xoáy màu đen kia. Diệp Huyên hơi híp mắt, cầm kiếm Thanh Huyên tiến lên một bước, nghìn vạn kiếm nhân gian chợt xuất hiện chung quanh hắn. Phía Vô Biên chủ cũng cảnh giác, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, mấy chục cường giả mặc áo đen lao ra, mục tiêu của chúng không phải Diệp Huyên, mà là Tần Quan. Diệp Huyên hơi híp mắt, cầm kiếm xông ra. Phụt! Thời không bị xé rách. Nhóm Vô Biên chủ cũng đồng loạt xông ra.
Tần Quan không xông ra, nàng ta không giỏi đánh cận chiến. Tần Quan nhìn nhóm Diệp Huyên đang giao chiến ở phía xa với vẻ mặt bình tĩnh, mà tay phải của nàng ta lại đang đặt trong chiếc túi vải nhỏ. Đúng lúc này, thời không bên phải nàng ta tách ra, giây tiếp theo, một người đàn ông trung niên lao ra. Người đến chính là Tội Vương. Tay phải của Tần Quan ấn vào trong túi vải nhỏ. Bùm! Trong tích tắc, một luồng sức mạnh kinh người tấn công lên người Tội Vương. Ầm! Tội Vương bị liên tục đẩy lùi ra sau cả mấy vạn trượng. Sau khi gã dừng lại, phía sau Tần Quan đã xuất hiện vô số vật khổng lồ. Chiến hạm! Nhìn thấy cảnh này, con người của Tội Vương co rụt lại, Tần Quan bỗng nói, bắn! Bùm! Ngay lập tức, vô số tia laser bắn thẳng vào Tội Vương. Tội Vương kinh hãi, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Gã vốn định nhân lúc mọi người đang giữ chân phía Diệp Huyên thì đánh lén, nhưng gã không ngờ người phụ nữ này lạnh mạnh đến vậy. Thực sự quá khó tin. Tần Quan nhìn thoáng qua Tội Vương đang bỏ chạy nhưng không đuổi theo mà quay người nhìn về phía nhóm Diệp Huyên, nhưng vào lúc này thời không xung quanh lại đột nhiên rung lên, từng luồng khí thế đáng sợ liên tục tuôn ra từ thời không xung quanh. Tần Quan nhíu mày, hộ giá. Lời vừa dứt, xung quanh nàng ta xuất hiện từng chiếc chiến hạm nho nhỏ, những chiến hạm này rất nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng số lượng rất nhiều, chúng vây quanh Tần Quan sau đó không ngừng phóng ra những luồng điện kỳ dị về thời không xung quanh. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thời không xung quanh Tần Quan bị phá vỡ, đồng thời từng tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên từ bốn phía. Một bên khác, Tội Vương đang nấp phía xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Đây là thần tiên gì vậy trời? Sao người bên cạnh Kháo Sơn Vương chẳng có ai đơn giản hết thế? Như nghĩ tới điều gì, gã nhìn về phía Vô Biên Chủ, tên cà lơ phất phơ này vẫn dễ bắt nạt hơn. Nghĩ tới đây, gã lao thẳng về phía Vô Biên Chủ. Gã canh thời cơ rất tốt, lại thêm đột ngột đánh lén, Vô Biên Chủ lơ là không để ý nên bị gã đánh văng. Sau khi Vô Biên Chủ dừng lại, nhìn thấy Tội Vương, ông ta chợt nổi đóa, không nói lời thừa thãi nào lập tức hóa thành từng luồng ánh sáng trắng kinh người bắn thẳng về phía Tội Vương. Mà bên kia, Diệp Huyên cầm kiếm chém dũng mãnh, kiếm nhân gian cường đại liên tục chém ngang chém dọc, mấy cường giả bên cạnh hoàn toàn không thể đến gần hắn, hơn nữa còn bị hắn đánh cho không thể đánh trả. Đúng lúc này, Tần Quan bất chợt hô, quay lại hết đi. Nghe Tần Quan nói thế, nhóm Diệp Huyên sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Đồng loạt trở lại bên cạnh nàng ta. Tần Quan chỉ tay, bắn. Nàng ta vừa dứt lời, những chiến hạm nhỏ xung quanh lập tức bắn ra những tia laser màu đỏ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt của các cường giả thần bí thay đổi trong nháy mắt. Ầm ầm. Rất nhanh, thời không vô tận vang lên những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tất cả cường giả thần bí đều bị những tia laser đỏ này đánh bay trở về, có mấy người còn bị nghiền nát chỉ trong chốc lát. Mà kiếm thanh huyên của Diệp Huyên cũng cấp tốc bay ra, thu hoạch linh hồn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tội Vương liên tục lùi về phía sau, thật ra khi Tần Quan lên tiếng là gã đã lùi lại rồi. Gã biết có thể người phụ nữ này sẽ tung chiêu lớn. Phải né tránh đợt tấn công. Quả đúng như dự đoán. Lúc này, thần linh bí ẩn lúc trước lại xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Huyên, y nhìn Diệp Huyên rồi lại nhìn Tần Quan, cô là ai? Tần Quan cười, người hỏi điều này làm gì, có ý nghĩa gì đâu. Thần linh bí ẩn trầm giọng bảo, cô đang tuyên chiến với chúng ta đấy à? Tần Quan chớp mắt, chẳng phải các ngươi đã tuyên chiến với chúng ta rồi sao? Thần linh bí ẩn chỉ vào Diệp Huyên, chúng ta tuyên chiến với hắn. Diệp Huyên nhíu mày, ta với nàng ấy là một phe, người không nhìn ra à? Thần linh bí ẩn nhìn Diệp Huyên và Tần Quan. Khẽ gật đầu, các ngươi muốn phản công nghĩa là đang tuyên chiến với cả chân thế giới của chúng ta. Nói rồi y xòe tay, trong tay bay ra một lá bùa, chẳng mấy chốc lá bùa đã bùng cháy. Gọi người. Diệp Huyên nheo mắt. Lúc này, Tần Quan ở bên cạnh khẽ mỉm cười, tiểu huyên tử đừng sợ, có ta đây rồi. Mấy người phía Vô Biên Chủ đều nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt kỳ quái. Sao cảm giác này có gì đó sai sai? Diệp Huyên. Thấy thần linh bí ẩn đó bắt đầu gọi người, nhóm Nguyên Hư Thần Đế lập tức sầm mặt.
Diệp Huyên chỉ nhìn thần linh bí ẩn đó không nói gì, nhưng kiếm Thanh Huyên trong tay hắn lại khẽ rung lên. Bên cạnh thần linh bí ẩn, Tội Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, phải cẩn thận người này. Thần linh bí ẩn nhìn Diệp Huyên, ánh mắt y tập trung vào kiếm Thanh Huyên. Trong trận chiến vừa rồi, có một vài thần linh đã thật sự chết. Mà bọn họ bị chính thanh kiếm này giết chết, đáng sợ nhất là thanh kiếm này đã có thể thật sự giết chết được bọn họ. Ngay cả y cũng khá dè chừng, mỗi khi giao đấu với Diệp Huyên đều không dám tay không chống lại. Loại người này không thể sống. Nhưng lúc này Diệp Huyên đột nhiên tiến lên phía trước, xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, một giây sau vô số kiếm nhân gian lao về phía kiếm Thanh Huyên của hắn như sóng thủy triều. Thần linh bí ẩn nhìn Diệp Huyên chăm chú, hai mắt nheo lại, tay phải từ từ nắm chặt. Diệp Huyên đột nhiên hóa ra một luồng kiếm quang phóng lên trời, chém một kiếm về phía thần linh bí ẩn. Trong mắt thần linh bí ẩn lóe lên vẻ hung ác, y xông lên tung ra một quyền. Ầm ầm. Một vùng kiếm quang bỗng bộc phát ra, kiếm khí cường đại trong nháy mắt chấn động cả nghìn vạn dặm. Mà thần linh bí ẩn đó cũng bị nhát kiếm này chém lui cả mấy chục vạn trượng, y vừa dừng lại thì đã lại có một thanh kiếm phóng tới. Trong mắt thần linh bí ẩn hiện lên tà khí, y vừa định ra tay thì kinh ngạc phát hiện, cơ thể mình đã không còn nữa. Nhát kiếm vừa rồi đã phá vỡ cơ thể của y. Thần linh bí ẩn kinh hãi, liên tục lùi lại, nhưng kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn. Ngay khi kiếm của Diệp Huyên chuẩn bị giết chết thần linh bí ẩn thì một sự thay đổi đột ngột xảy ra, một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt thần linh bí ẩn, giơ tay chỉ về hướng kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Bùm! Một vùng kiếm quang nổ tung từ mũi kiếm, nhưng giây tiếp theo tay phải của người đàn ông trung niên áo trắng nắm lại, sau đó ông ta tung ra một quyền về phía trước. Ầm! Kiếm quang vừa phóng ra đã bị quyền này của ông ta ép trở lại trong kiếm Thanh Huyên. Cùng lúc đó, tay phải của ông ta đột nhiên nhẹ nhàng ấn về phía trước, thời không vạn đạo đột nhiên sụp đổ, một luồng sức mạnh kinh khủng đánh về phía Diệp Huyên dọc theo kiếm Thanh Huyên. Nhận ra điều này, Diệp Huyên hơi nheo mắt, tay phải rung lên, vô số kiếm nhân gian phóng ra từ trong kiếm Thanh Huyên. U. Hai người đồng thời bị đẩy lùi. Mà chung quanh, chiến trường hư chân vốn đã khôi phục lại một lần nữa hóa thành hư vô. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, lúc này ông ta cũng đang nhìn hắn, tay phải của ông ta đã có máu. Lúc này, thần linh bí ẩn kia đột nhiên đi tới trước mặt người đàn ông áo trắng, trầm giọng gọi, Mạc Thánh Chủ. Thánh Chủ! Nghe danh xưng này, Diệp Huyên quan sát người đàn ông áo trắng, cười tủm tỉm nói, đám thần linh các ngươi, đại lão toàn xuất hiện từng người một kiểu này à? Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi chính là kiếm tu có thể giết được bản thể chúng ta. Của Diệp Huyên cười đáp, đúng. Mạc Thánh Chủ khẽ gật đầu, phải công nhận rằng thế giới của các ngươi cũng có chỗ đặc biệt đấy, cứ một thời gian lại xuất hiện một số yêu nghiệt đặc biệt, hơn nữa còn toàn xuất hiện vào những nơi then chốt. Tiếc là dù ngươi có yêu nghiệt hơn nữa thì cũng chẳng bảo vệ được sinh linh thời đại này của các ngươi đâu. Diệp Huyên nhìn Mạc Thánh Chủ, đấu 1-1 không? Mạc Thánh Chủ gật đầu, được, ta cũng muốn xem thực lực của ngươi. Tội Vương vội nói, Thánh Chủ, kiếm của người này không đơn giản. Mạc Thánh Chủ khẽ nói, ta muốn trải nghiệm thử xem sao. Tội Vương do dự một lúc rồi gật đầu, Thánh Chủ đích thân ra tay chắc chắn có thể giết được Kháo Sơn Vương này. Gã vốn định khuyên thêm chút nữa, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Nếu tên này chết, biết đâu mình lại được lợi. Mạc Thánh Chủ nhìn Diệp Huyên, tới đi. Xung quanh, mọi người lần lượt lùi lại. Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ. Vụt! Một thanh kiếm phóng tới trước mặt Mạc Thánh Chủ, trong kiếm Thanh Huyên có ngàn vạn thanh kiếm nhân gian phóng ra, cùng lúc đó Diệp Huyên cũng kích hoạt huyết mạch chi lực của mình. Đáng sợ nhất là lần này hắn đã gấp được toàn bộ thời không ở đây. Chiết điệp nhất kiếm. Một kiếm với tất cả sức mạnh. Nhìn thấy sức mạnh đáng sợ trong nhát kiếm này của Diệp Huyên, con ngươi của Mạc Thánh Chủ rụt lại, lúc này ông ta đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Ông ta không chút do dự, hai tay chắp lại, trong cơ thể bỗng bắn ra từng luồng sáng màu đen đáng sợ. Bùm! Đột nhiên, một khoảng kiếm quang màu đỏ mổ ra trước mặt Mạc Thánh Chủ, sức mạnh cường đại hất văng ông ta ra ngoài,
trong lúc bay ra, cơ thể ông ta cũng bắt đầu bị hủy diệt từng tấc. Nhìn thấy cảnh này, tội vương bên cạnh bỗng biến sắc, gã không chút lưỡng lự, lập tức lùi về phía sau chuồn mất. Chết tiệt! Thực lực của Kháo Sơn Vương này lại mạnh hơn rồi. Không thể cứng đối cứng với hắn thì phải nhờ người khác thôi. Trong lúc Mạc Thánh Chủ lùi lại, Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ, thấy vậy, con người của Mạc Thánh Chủ co rụt, ông ta vội nói cổ Thánh Chủ, cứu ta. Bùm! Đột nhiên một thương mang đâm từ trên trời xuống với tốc độ cực nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn, không phải Diệp Huyên mà là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ lao tới trước thương mang đó, tung ra một quyền. Bùm! Thương mang đó bị quyền này của ông ta đập tan ngay tức khắc. Mà lúc này, phía dưới bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Vô Biên Chủ quay đầu lại nhìn thì thấy kiếm của Diệp Huyên đã đâm vào linh hồn của Mạc Thánh Chủ, kiếm Thanh Huyên đang điên cuồng hấp thu linh hồn của ông ta, linh hồn dần biến mất, Mạc Thánh Chủ cũng trở hoảng loạn, cứu ta! Cứu ta! Cứu! Trạng thái hoảng loạn hoàn toàn không giống cường giả hàng đầu. Nhìn thấy cảnh này, Vô Biên Chủ nhíu mày lại. Một lát sau ông ta châm chọc, thì ra đây chính là thần linh trấn áp vũ trụ của chúng ta vô số năm, chỉ có thế này thôi, chẳng có tí khí phách nào mà cũng dám tự xưng là thần linh. Đúng là nực cười. Giọng của Vô Biên Chủ rất lớn, tất cả mọi người đang có mặt đều có thể nghe thấy. Sau khi nghe những lời này của Vô Biên Chủ, nét mặt đám cường giả thần linh đều trở nên vô cùng khó coi. Vô Biên Chủ lại nói, xem ra chỗ dựa của các ngươi là bất tử chi thân. Không còn nó, các thật sự chẳng là gì, cực kỳ vô dụng. Nghe vậy, đám thần linh nổi cơn tam bành, lúc này một người đàn ông cầm trường thương chợt xuất hiện ở trước mặt cách Vô Biên Chủ không xa, nhìn thẳng vào Vô Biên Chủ, ông đánh giỏi lắm à? Vô Biên Chủ nhếch mép, đúng là đánh rất giỏi. Người đàn ông trường thương đang định lên tiếng thì lúc này kiếm Thanh Huyên phía dưới chợt phát ra tiếng kiếm ngân đáng sợ. Rầm! Tiếng kiếm ngân mạnh mẽ phóng thẳng lên bầu trời, làm rung chuyển cả thiên địa. Mọi người đều nhìn Diệp Huyên, trước mặt hắn, kiếm Thanh Huyên rung chuyển kịch liệt, từng tiếng kiếm ngân đáng sợ không ngừng tuôn ra như thủy triều, mà lúc này khí thế của nó cũng điên cuồng tăng lên. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của tất cả các thần linh đều trở nên khó coi. Kiếm này lại chuẩn bị đột phá à? Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, cũng hơi bất ngờ. Tiểu hồn lại chuẩn bị đột phá lần nữa à? Thấy khí thế của kiếm Thanh Huyên càng lúc càng mạnh, tội vương im lặng một lúc rồi tiếp tục lùi lại, khi chạy đi gã đã tính chuẩn khoảng cách, nếu Diệp Huyên bất chợt rút kiếm chém gã thì với khoảng cách này gã hoàn toàn có đủ thời gian để chạy thoát. Mà vào lúc này, tiểu hồn trước mặt Diệp Huyên chợt hưng phấn nói, tiểu chủ, giết thêm một thánh chủ nữa đi, giết thêm một người nữa là ta có thể đột phá rồi. Nghe vậy Diệp Huyên hơi híp mắt. Hắn bỗng cầm kiếm Thanh Huyên rồi dậm chân phải, phóng lên trời, cổ thánh chủ, mượn đầu ông dùng tạm đi. Mọi người! Mượn đầu ông dùng tạm! Khi Diệp Huyên nói ra lời này, khí thế trên người hắn cũng chợt thay đổi chóng mặt. Lúc này, trong mắt Diệp Huyên, thánh chủ cường đại kia giống như con kiến, chỉ cần bóp nhẹ là sẽ chết. Khí thế vô địch! Tại thời điểm này, khí thế của cá hân Diệp Huyên và khí thế của kiếm Thanh Huyên hoàn toàn hợp nhất, một người một kiếm lại đạt đến độ cao chưa từng có. Nhát kiếm này, kiếm đạo của Diệp Huyên đột phá. Nhát kiếm này, kiếm Thanh Huyên cũng lại một lần nữa đột phá bản thân. Không cần cắn nuốt vị thánh chủ kia đã đột phá rồi. Nhát kiếm này, một người một kiếm đều đột phá. Dưới khí thế mạnh mẽ của một người một kiếm này, tất cả mọi người đều bị áp chế. Bao gồm cả Vô Biên Chủ và Nguyên Hư Thần Đế. Mọi người nhìn Diệp Huyên với vẻ không thể tin được. Vô Biên Chủ cũng kinh ngạc. Ông ta không ngờ Diệp Huyên lại bỗng nhiên đột phá tâm cảnh vào giờ phút này. Tội vương nhìn Diệp Huyên đang bay vút lên trời, sau đó quay người bỏ chạy. Không thể ở lại nơi này được nữa. Chạy trước đã. Trên trời, nghe thấy Diệp Huyên nói thế, trong mắt cổ thánh chủ lóe lên vẻ dữ dằn, mượn đầu ta dùng tạm. Không biết ngươi có thực lực này không? Nói xong, ông ta phóng cây thương trong tay mình xuống. Ầm. Thương rơi xuống, vô số thương mang quét ra. Vụt. Nhưng lúc này, toàn bộ thương mang đều vỡ vụn, sau đó trong tầm mắt mọi người, một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu mày của cổ thánh chủ.
Vụt. Cổ thánh chủ sững người tại chỗ. Bị giết chỉ trong một giây. Bên dưới, những cường giả thần linh kia nhìn mà chết lặng. Vẻ mặt phía vô biên chủ cũng nặng nề. Một kiếm. Chỉ dùng một kiếm. Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên trên trời, tên này sắp ngông cuồng rồi đây. Tần quan nhìn Diệp Huyên, cười khẽ trở nên lợi hại hơn rồi. Diệp Huyên ở trên trời nhìn vị thánh chủ kia, thánh chủ đó không thể tin được ngươi. Ông ta không ngờ mình lại bị người khác giết chết chỉ trong giây lát bằng một kiếm. Diệp Huyên không nhiều lời, để kiếm Thanh Huyên hấp thu linh hồn của cổ thánh chủ, đồng thời hắn cũng lao về phía đám thần linh bên dưới. Thay Diệp Huyên bay xuống, nét mặt đám cường giả thần linh đều thay đổi. Ai có thể đỡ nổi? Đám thần linh quay người bỏ chạy. Tuy nhiên tốc độ của họ chẳng thể nhanh bằng kiếm của Diệp Huyên được, lúc này sau khi Diệp Huyên và kiếm Thanh Huyên đều đã đột phá, những thần linh đó cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Đồ sát. Đồ sát không chút áp lực. Vô biên chủ nhìn xung quanh, ông ta đang tìm tội vương, nhưng lại chẳng thấy gã đâu. Vô biên chủ sầm mặt, mẹ kiếp, tên khốn nạn chạy rồi à. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đã giết được hết toàn bộ mọi người. Lần này rất dễ dàng. Sau khi Diệp Huyên giết xong, hắn ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu trong tinh không, ở đó vòng xoáy màu đen đã biến mất. Thấy thế, hắn nhíu mày rồi nhìn sang Nguyên Hư Thần Đế. Nguyên Hư Thần Đế lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc này Tần Quan chợt cười bảo, có lẽ bọn chúng đã giấu thông đạo đi tới thế giới bọn chúng đi rồi. Giấu rồi. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, hắn cảm nhận xung quanh, một hồi lâu sau hắn mở mắt ra, lắc đầu nói, không cảm ứng được. Tần Quan đi tới bên cạnh Diệp Huyên, quan sát xung quanh rồi chốc lát sau cũng lắc đầu, thông đạo đó không ở thế giới này của chúng ta, chỉ khi bọn chúng xuất hiện thì thông đạo mới xuất hiện. Nghe vậy. Nét mặt Diệp Huyên tối sầm. Lúc này, vô biên chủ bỗng cười bảo, cũng không phải chuyện gì xấu. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, ông ta trầm giọng nói, hiện giờ thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều, đây là chuyện tốt, nhưng thực lực người bên này của chúng ta vẫn chênh lệch rất lớn với chúng, tranh thủ thời gian thêm đi, họ sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu chúng ta có thể tranh thủ được 1 đến 2 năm, tới lúc đó thực lực của cường giả thế giới hư chân của chúng ta bên này chắc chắn không thua kém bọn chúng. Thậm chí còn mạnh hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, trận đối đầu này đúng là không phải chuyện của một mình hắn, cũng không phải một mình hắn là có thể giải quyết được. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn cũng không hề kiêu ngạo và tự mãn. Càng lên cao, hắn càng thấy mình nhỏ bé. Lúc này Tần Quan bỗng lên tiếng, ta thấy ngoài nâng cao thực lực, chúng ta còn cần làm một chuyện, đó là nghiên cứu làm sao mới có thể giết được bọn chúng. Nếu không đánh chết được chúng, hơn nữa càng đánh càng mạnh, chúng ta không có cơ hội thắng. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, cười hỏi, tiểu quan, có phải cô đã có cách gì rồi không? Tần Quan cười, cho ta mượn kiếm của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trước mặt Tần Quan, nàng ta cầm thanh kiếm nghiên cứu hồi lâu rồi nhẹ giọng nói, ta thấy ta có thể bắt chước một chút quy tắc trong thanh kiếm này. Nghe đến đây. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tần Quan trầm giọng nói tiếp, thanh kiếm này do thiên mệnh cô nương luyện chế, rất đặc biệt, dù là ta cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng ta có thể mô phỏng, đương nhiên chắc chắn sẽ có khác biệt rất lớn với thanh kiếm này, nhưng chúng ta có thể thử, ta tin đến lúc đó cho dù không giết được đám thần linh thì cũng có thể khiến chúng yếu đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan lại gọi, tiểu ái. Tần Quan vừa dứt lời. Một cô gái đã xuất hiện bên cạnh. Tần Quan đưa kiếm cho tiểu ái, người mang về nghiên cứu cùng họ, sau đó bàn bạc đưa ra phương án xem nên mô phỏng như thế nào. Tiểu ái gật đầu, vâng. Nói xong nàng ta cầm kiếm Thanh Huyên quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn nhóm vô biên chủ, mọi người vào tháp tu luyện đi. Vô biên chủ gật đầu, sau đó vào tiểu tháp cùng Nguyên Hư Thần Đế. An Lan Tú chợt lên tiếng. Vừa nãy kiếm đạo của huynh đột phá rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Kiếm đạo đột phá. Diệp Huyên cười lắc đầu, nói ra thì hổ thẹn, kiếm đạo của ta đã lâu lắm rồi không đột phá. Mấy năm nay đúng là ta cũng hơi tỏ vẻ. Lần này cảm ngộ của hắn thực sự rất sâu sắc.
Lần này hắn không gọi người, tuy lúc đầu hơi khó khăn, nhưng hắn phát hiện sau khi vượt qua được, cảm giác ấy hoàn toàn khác với cảm giác người khác giúp đỡ vượt qua. Nếu như vừa rồi hắn gọi người thì đám thần linh kia đã chết lâu rồi. Nhưng hắn cũng sẽ không đột phá. Bây giờ hắn đã hiểu được ý nghĩa thực sự của lời phụ thân nói. Đại đạo, con đường này chỉ có thể tự mình đi, người khác giúp ngươi đi thì không có ý nghĩa gì. Đường, cuối cùng vẫn phải mình đặt lên đó từng dấu chân bước đi mới được. An Lan Tú khẽ gật đầu, đại chiến mấy ngày nay cũng khiến nàng hiểu được rất nhiều điều. Diệp Huyên bỗng tò mò, tiểu quan, lúc trước cô đi đâu vậy? Tần quan mỉm cười đáp, hư giới. Diệp Huyên nhíu mày, hư giới. Tần quan gật đầu, ở trong thế giới hư chân này, nhưng người bình thường không thể tới đó được. Nơi đó là một thế giới đặc biệt do chủ nhân Bút Đại Đạo lập nên, khi xưa ông ấy truyền đạo ở đó cũng có đạo môn. Tuy không nhiều cường giả nhưng đều rất mạnh. Hư giới. Diệp Huyên trầm giọng, không biết họ có đồng ý ra giúp đỡ chống lại đám thần linh kia không nhỉ? Tần quân cười, người có thể thử xem, và lại ta đề nghị ngươi nên tới đó một chuyến. Bởi vì những thứ chủ nhân Bút Đại Đạo để lại đó đều là của đạo môn, ta không có hứng thú với những thứ đó lắm, nhưng có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi bảo, tiểu quan đưa ta tới đó đi. Tần quân cười, đi, vừa hay ta cũng định về chế tạo một ít đạn pháo, không đủ dùng nữa rồi. Đạn pháo, về mặt Diệp Huyên cứng đờ. Trên đường đi, Diệp Huyên tò mò hỏi, tiểu quan, thứ cô ném ra lúc nãy là gì vậy? Tần quan khẽ cười, người có hứng thú à? Diệp Huyên gật đầu, rất lợi hại. Tần quan cười, đó vẫn chưa phải bản cực hạn, chúng ta vẫn đang nâng cấp. Vẫn đang nâng cấp. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tần quan khẽ nói, thật ra chắc đám thần linh đó cũng có khoa học kỹ thuật. Diệp Huyên khó hiểu, như thế nào? Tần quan nói, lúc trước ta nghiên cứu thấy bọn chúng có rất nhiều thứ không thuộc phạm chủ thần đạo. Mà là khoa học kỹ thuật, cho nên ta cảm thấy bọn chúng có kỹ thuật cường đại. Nói rồi nàng ta dừng lại một chút mới nói tiếp, kỳ thực khoa học kỹ thuật và thần đạo đều dẫn đến một mục đích. Nguồn gốc của sức mạnh là như nhau. Diệp Huyên trầm giọng bảo, điều ta khá tò mò là tại sao chúng có thể thông qua phân thân tới được đây, mà bản thể lại ở thế giới của chúng. Tần quan cười, gần đây ta cũng đang nghiên cứu. Diệp Huyên mỉm cười hỏi Tần Quan, cô đang nghiên cứu. Tần Quan gật đầu, khi tới thế giới hư chân, ta đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Ta còn bắt một thần linh về để nghiên cứu, có lẽ người của ta đã nghiên cứu ra kết quả rồi. Diệp Huyên giơ ngón cái lên, lợi hại. Hắn phát hiện phú bà này thật sự lợi hại, may mà là người của mình. Tần Quan trịnh trọng nói, đám thần linh đó khác với các chủng tộc khác. Chúng chưa bao giờ coi người ở thế giới chúng ta là con người, trong mắt chúng, thế giới của chúng ta giống như trồng rau hẹ vậy, trưởng thành thì tới gặt. Vì thế giữa chúng ta và chúng không thể đàm phán hòa bình và hòa giải được. Vậy nên tiểu Huyên tử, người phải chuẩn bị tâm lý đánh một trận khó khăn đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Kẻ thù lần này khác với những kẻ thù khác, dù sao những kẻ thù khác là người cùng một thế giới. Nhưng lần này... Đám thần linh ấy không còn thế giới với họ, hơn nữa chúng còn rất tự cao tự đại, cho rằng họ là sinh mệnh thấp kém. Trên thực tế, so với đám thần linh này, nền văn minh võ đạo ở đây không hề yếu, sở dĩ bên này không đánh lại là vì đám thần linh kia có bất tử chi thân, nếu không có bất tử chi thân thì hắn phát hiện đám thần linh đó rất yếu. Đặc biệt là thánh chủ lúc trước, hoàn toàn không có khí phách và kiêu ngạo của bậc cường giả tuyệt thế. Chẳng trách vô biên chủ lại dè bỉu coi thường, đến hắn cũng coi thường loại người này. Có thể nói, nếu không có bất tử chi thân thì đám thần linh này chẳng thể đánh bại được cường giả của thế giới hư chân. Tần quan lại nói, chắc ngươi cũng đã cảm nhận được đám thần linh này không giống kiếm tu bình thường. Thực lực của chúng không giống như tự mình tu luyện mà có, vậy nên đạo tâm của chúng vô cùng kém, nhất là sau khi thấy ngươi có thể giết được bản thể của mình. Biểu hiện của chúng giống như bình xịt ở thế giới kia của ta. Diệp Huyên ngạc nhiên, bình xịt. Tần quan khẽ cười, ở thế giới kia của chúng ta có một số người trên mạng có thể thông qua một số phương thức nào đó có thể đưa ra ý kiến của mình ở một số nơi, mà người khác không thể tìm được bản thể của họ, bởi vậy họ giống như thần linh, giơ cao bàn phím, phun trời phun đất,
cảm giác mình giống như thần. Vừa nói nàng ta vừa lắc đầu, nhưng nếu ở ngoài đời thì thực ra ai cũng rất tệ. Những thần linh này giống như những loại người này vậy. Diệp Huyên trầm giọng bảo, ý cô là đám thần linh này dùng cách thức đặc biệt che giấu bản thể, sau đó dùng cách thức khác để vào một thế giới khác, nói một cách đơn giản, chúng ta và chúng không ở cùng một thế giới, mà trong mắt chúng, thế giới của chúng mới là thế giới thực, chúng ta mới là thế giới ảo. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cau mày. Tần Quan lại nói, nhưng không đơn giản như vậy. Thế giới của chúng chắc chắn cao hơn chúng ta, nhưng thế giới của chúng ta cũng không phải thế giới ảo, chỉ có thể nói là duy độ nền văn minh của chúng cao hơn chúng ta. Hơn nữa xét từ phương diện tu luyện, nền văn minh võ đạo của chúng ta ở đây không thua gì chúng, trước đây chúng ta không đánh bại được chúng, không phải do chúng đánh giỏi mà vì chúng có thể hồi sinh vô hạn. Vậy nên chỉ cần giải quyết được điều này là chúng sẽ không còn đáng sợ nữa. Mà giải quyết điều này cần phải vào duy độ vũ trụ của chúng, tìm hiểu thế giới vũ trụ của chúng sau đó tìm ra khuyết điểm của chúng. Tiếc là ta cũng không thể vào được thế giới của chúng. Diệp Huyên xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, dùng thanh kiếm này, có lẽ có thể. Kiếm Thanh Huyên có thể phá vỡ mọi quy tắc. Tần Quan nhìn kiếm Thanh Huyên, lắc đầu, e là không được. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Tần Quan cười đáp, kiếm của ngươi có thể phá được quy tắc, nhưng ngươi không thể, vậy nên kiếm của ngươi có thể vào được thế giới đó, còn ngươi thì không. Cái này hơi giống như hai người thực lực yếu cầm bùa truyền âm, họ cầm bùa truyền âm nói chuyện, âm thanh có thể tới được chỗ đối phương, nhưng họ lại không thể tới được chỗ đối phương như âm thanh. Trừ khi bản thân người này có thể phá vỡ được quy tắc của không gian, có thể đi lại được trong thời không. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Quan bỗng bảo, chúng ta tới nơi rồi. Diệp Huyên nhìn phương xa, nơi đó có một cánh cổng thời không kỳ dị. Sau khi hai người đi vào cánh cổng thời không, trong nháy mắt Diệp Huyên và Tần Quan đã tới một tiểu trấn, trấn này có ít nhất mấy vạn hộ gia đình, mà phía sau tiểu trấn là một ngọn núi, trên núi loáng thoáng thấy một vài cung điện. Tần Quan chỉ vào ngọn núi đó, đạo môn, trên đó có mấy người rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyên cười, cô đã nói là rất mạnh thì chắc chắn rất lợi hại. Tần Quan khẽ cười, bây giờ ngươi cũng rất mạnh. Diệp Huyên bật cười ha hả. Sau khi vào tiểu trấn, Tần Quan đưa Diệp Huyên tới trước một học viện. Học viện không lớn, chỉ là mấy gian nhà trúc hợp thành nhưng rất tao nhã, trong học viện có một cô gái đang dạy một đám trẻ con. Diệp Huyên nhìn cô gái, nàng ta mặc học bào, tóc dài tới vai, tay trái cầm sách, tay phải cầm thước kẻ. Lúc này, cô gái bỗng đặt quyển sách xuống, quay đầu nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, khi thấy Tần Quan, nàng ta hơi giật mình, sau đó cười gọi Tần cô nương. Tần Quan cười khẽ chi ngôn, không làm phiền cô chứ. Cô gái tên chi ngôn lắc đầu, không phiền. Nói xong nàng ta nhìn đám học sinh trước mặt, cười bảo tự học. Nghe vậy, đám học sinh lập tức vui mừng khôn xiết. Chi ngôn đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan, hỏi Diệp Huyên, vị này là? Tần Quan trả lời, Diệp Huyên, nhân gian chi chủ đời này. Chi ngôn nhìn Diệp Huyên chăm chú, cậu có đạo ấn. Diệp Huyên gật đầu, nói rồi hắn điều khiển đạo ấn hiện ra giữa đầu mày của hắn. Nhìn thấy đạo ấn của Diệp Huyên, chi ngôn cau mày, im lặng một lúc rồi khẽ nói, ông ấy đã chọn cậu. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Chi ngôn nhìn Diệp Huyên, vì sao ông ấy lại chọn cậu? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ ông ấy không còn lựa chọn nào khác tốt hơn nữa. Chủ nhân bút đại đạo. Chi ngôn lắc đầu cười, Diệp công tử thật biết nói đùa. Thực lực của cậu rất mạnh, kiếm đạo tự hình thành một phái, là cường giả tuyệt thế nhân gian hiếm gặp. Mà ý của ta là ông ấy chọn cậu là muốn cậu chống lại thần linh hay là xây dựng lại trật tự của đạo môn. Diệp Huyên cười đáp, cả hai. Chi ngôn gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong nàng ta dừng lại một chút mới nói, nơi đây đã bình yên vô số đời, mà những người sống ở đây như chúng ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, có thể hiểu được. Chi ngôn nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói tiếp, lần tới khi thần linh tấn công nơi này, mong cô nương nhớ lời này, Diệp Huyên cũng không thích xen vào chuyện của người khác, đến lúc đó mời cô nương và những người ở đây tự mình chống lại thần linh.
Chi Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, cười cất lời, tiểu quan, đi thôi. Tần Quan gật đầu, hai người đang chuẩn bị đi thì Chi Ngôn bỗng gọi lại, Diệp công tử, cậu không bảo vệ nơi này à? Diệp Huyên liếc nhìn Chi Ngôn, liên quan quái gì đến ta? Chi Ngôn, phải thừa nhận là Diệp Huyên hơi giận. Chống lại thần linh là chuyện của một mình Diệp Huyên hắn à? Đó là chuyện của cả vũ trụ được không? Nói câu khó nghe thì nếu hắn muốn không làm gì thì đám thần linh kia là cái thá gì? Mà người có tư cách không làm gì nhất là hắn đã không lựa chọn như vậy rồi, vậy mà những người này lại chọn không làm gì? Cái quái gì vậy? Ngươi không làm gì còn ta phải đi bán mạng à? Còn lâu đi. Diệp Huyên kéo Tần Quan rời đi. Đối mặt với loại người này, hắn không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa. Nếu những người này đã không muốn làm gì thì để họ đối mặt với thần linh đi. Chi Ngôn nhìn hai người rời đi, cau mày không biết đang nghĩ gì. Trên phố. Tần Quan cười hỏi, giận rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan khẽ cười, bọn họ ở đây yên ổn quá lâu rồi. Diệp Huyên khẽ thở dài, không nói gì. Tần Quan bỗng nói, đi, ta đưa ngươi đi xem căn cứ địa của ta. Căn cứ địa. Nghe thế, Diệp Huyên lập tức có hứng thú. Tần Quan dẫn hắn tới một vùng tinh không, trong tinh không này, Diệp Huyên nhìn thấy vô số vật khổng lồ, chúng rất hùng vĩ, hơn nữa còn hoàn toàn khác với những kiến trúc ở thế giới này. Tần Quan cười, đây là căn cứ địa mới nhất của ta, gần đây ta đang chế tạo một đội quân cơ giáp, lâu nhất là một năm nữa có thể tham gia chiến đấu toàn bộ. Diệp Huyên hỏi ngay, mạnh không? Tần Quan gật đầu, rất mạnh, tất cả đều dùng vũ khí công nghệ cao do ta nghiên cứu ban đầu, đến lúc đó chắc chắn chúng có thể chém giết thoải mái. Diệp Huyên gật đầu, tốt, rất tốt. Tần Quan cười bảo, bộ đội cơ giáp này là của ta, cũng là của ngươi. Nghe vậy Diệp Huyên lật đật gật đầu, đúng đúng. Tần Quan nháy mắt, vậy nên ngươi có thể cho ta mượn một ít tiền không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Tần Quan nghiêm túc nói, ta nghiên cứu quá nhiều thứ, vốn xoay vòng không đủ, ngươi cho ta một ít đi, tốt nhất là linh nguyên ấy. Diệp Huyên im lặng. Vừa rồi hắn giết rất nhiều thần linh, mà sau khi giết xong hắn cũng đã lấy hết linh nguyên của đối phương đi. Mà cảnh này hiển nhiên đã bị Tần Quan nhìn thấy. Đau đầu. Tần Quan nghiêm túc nói, ngươi cho ta vay, tiền của ta lại kiếm ra tiền, sau này có thể trả ngươi nhiều tiền hơn. Nếu không tiền của ngươi để trong nhẫn chứa đồ của ngươi sẽ ngày càng mất giá thôi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, hỏi, sao lại mất giá? Tần Quan đáp, ngươi không hiểu kinh tế học, nói với ngươi, chắc ngươi cũng không hiểu lắm, tóm lại là ngươi cứ đưa tiền đây là được. Nét mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Tần Quan chìa tay ra. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi đưa một chiếc nhẫn chứa đồ ra cho Tần Quan. Tần Quan vội cất đi. Tươi cười nói, được, tiền của ngươi để ở chỗ ta, ta sẽ biến nó trở nên ngày càng nhiều hơn, gửi càng lâu thì càng kiếm được nhiều. Diệp Huyên chần chừ, càng lâu là bao lâu? Tần Quan suy nghĩ một lúc, vài chục triệu năm là tốt nhất. Diệp Huyên lập tức lườm nàng ta. Rõ ràng là cô đang ăn cướp thì có. Mấy chục triệu năm? Mẹ kiếp! Diệp Huyên cạn lời, mấy chục triệu năm sau số tiền này còn lấy về được nữa không? Đương nhiên hắn cũng không thật sự so đo như vậy. Dẫu sao Tần Quan chế tạo những thứ này đúng là cần đến tiền, hơn nữa mỗi lần đại chiến, nàng ta cũng đều không tiếc công sức hỗ trợ hắn. Chút tiền này thật sự chẳng đáng là gì. Tần Quan dẫn Diệp Huyên đến trước một đại điện, vừa vào đại điện, Diệp Huyên đã thấy mấy người quen thuộc, đi đầu là Tiểu Ái, trợ thủ đắc lực của Tần Quan. Mà bên cạnh còn có Lão Võ và các học sĩ của Võ Các. Diệp Huyên biết những người này đều chuyên môn nghiên cứu võ đạo và chỉnh sửa võ đạo. Mà bây giờ có vẻ người của Võ Các đã tăng lên rất nhiều. Tần Quan bỗng nói, Tiểu Huyên tử, có chuyện này ta thấy ngươi cần phải chú ý. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì vậy? Tần Quan nghiêm túc nói, đó là nâng cao tổng thể trình độ võ đạo của vũ trụ quan huyên chúng ta. Nâng cao tổng thể. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ý cô là? Tần Quan cười nói, trước chúng ta, vũ trụ quan huyên chưa được thống nhất, các vũ trụ đều khép kín, mỗi vũ trụ đều độc tập,
có nơi nền văn minh võ đạo rất cao, có nơi lại rất thấp. Mà chúng ta muốn nâng cao cho những nơi thấp là rất khó, vì thế ta đề nghị quy hoạch lại vũ trụ, đặt lại toàn bộ cảnh giới, sau đó đặt ra phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, phổ biến khắp mọi nơi, nâng cao tổng thể nền văn minh võ đạo của vũ trụ quan huyên chúng ta, để điểm xuất phát của tất cả người tu luyện đều cao. Như vậy người đời sau tu luyện sẽ đơn giản hơn người thời đại này của chúng ta rất nhiều. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi bảo, ý tưởng này của cô hoàn toàn được nhé. Hiện giờ hắn cũng cảm thấy, nền văn minh võ đạo ở một số nơi thực sự quá thấp, ở nơi đó, rất nhiều người bình thường thực sự rất khó vươn lên. Nếu cảnh giới và phương pháp tu luyện hoàn toàn mới được phổ cập, mọi người sẽ dễ dàng tu luyện hơn nhiều. Tần Quan khẽ gật đầu, nhưng như vậy cũng có một cái bất lợi, đó là sẽ xuất hiện quá nhiều thiên tài yêu nghiệt, hơn nữa cũng sẽ xuất hiện vô số người tu luyện, những người tu luyện này càng ngày càng mạnh, họ sẽ không ngừng cướp linh khí của thế giới này. Diệp Huyên im lặng. Linh khí của thế giới là có hạn, nếu bị cướp đoạt vô hạn thì kết quả cuối cùng chính là thế giới sẽ sụp đổ và bị hủy diệt. Tần Quan lại nói, thực ra ta cũng đã có biện pháp xử lý chuyện này. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, nàng ta cười nói tiếp, thứ nhất, một vũ trụ hủy diệt là quá trình tất yếu, không thể ngăn cản điều này, giống như sinh lão bệnh tử của thế giới phàm tục, không thể tránh khỏi được. Vì thế điều chúng ta có thể làm là làm chậm tốc độ hủy diệt của vũ trụ, cũng có nghĩ là có thể lợi dụng tài nguyên khai thác, nhưng không được khai thác quá mức, đồng thời nghiêm cấm người tu luyện giết hại sinh vạn linh và thiên đạo bừa bãi. Không chỉ phải bảo vệ những vạn linh và thiên đạo này, còn phải để họ tu luyện tử tế, nuôi dưỡng thiên địa. Nói cách khác, từ nay về sau, phải coi tất cả linh vật như quốc bảo mà bảo vệ. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan nói tiếp, người của ta đã nghiên cứu các loại trận pháp, những trận pháp này sẽ phân bố ở khắp các vũ trụ, tác dụng của trận pháp là duy trì tuần hoàn linh khí, giảm bớt linh khí tiêu tán. Ngoài ra còn có một điểm nữa, điều này cần ngươi đồng ý mới được. Diệp Huyên bảo, nói đi. Tần Quan trầm giọng, đó là tất cả những tu sĩ chết đi, những linh khí và tinh khí thần mà họ từng tu luyện cuối cùng đều để nuôi dưỡng thiên địa. Diệp Huyên nói, đây là chuyện tốt mà. Tần Quan gật đầu, là chuyện tốt nhưng cũng có điều bất lợi, đó là thân thể và linh hồn đều sẽ biến mất giữa thiên địa. Diệp Huyên cau mày. Rất nhiều thế lực, nếu tiền bối qua đời thì phần lớn đều sẽ chôn cất đàng hoàng. Tần Quan thấp giọng nói, nếu không làm tốt việc này thì sẽ khiến họ phản cảm. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, cô xem thế này được không? Những người qua đời, nếu đồng ý nuôi dưỡng thiên địa thì đều có thể vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Dù sao cho dù khi ấy họ không đồng ý nhưng chôn vùi trong đất lâu cũng sẽ thành cát bụi. Chúng ta có thể thiết lập một hệ thống luân hồi hoàn chỉnh, những người qua đời đều có thể vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Như vậy ta tin họ sẽ đồng ý thôi. Tần Quan nháy mắt, đương nhiên cách này là tốt nhất. Diệp Huyên khẽ nói, vậy chúng ta còn phải thiết lập hệ thống luân hồi hoàn chỉnh nữa. Tần Quan gật đầu, có rất nhiều việc phải làm, phải khiến vũ trụ quan huyên trở nên hoàn thiện hơn mới được. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, thống nhất toàn bộ vũ trụ, sau đó đưa cả vũ trụ vào khuôn phép, thiết lập một trật tự mới, tốt cho cả vũ trụ. Diệp Huyên cười, đúng thế. Nói rồi hắn nhìn Tần Quan, phải nói rằng nàng ta đã giúp hắn rất nhiều, nếu không chắc bây giờ thư viện đã loạn cào cào lên rồi. Tần Quan đi vào bên trong, nào, cho ngươi xem một thứ mới. Diệp Huyên lập tức nổi hứng tò mò, mau chóng đi theo. Thứ mới. Trên đường đi, trong lòng Diệp Huyên đầy tò mò. Hắn biết thứ Tần Quan chế tạo ra chắc chắn không hề tầm thường. Dưới sự dẫn đường của Tần Quan, Diệp Huyên tới một tinh không tĩnh lặng, ở phía trước cách hắn mấy trăm trượng có một người khổng lồ màu vàng sẫm cao vạn trượng, trong tay người khổng lồ cầm một thanh cự kiếm chọc trời, trông rất hùng vĩ, tráng lệ. Toàn thân người khổng lồ này có màu vàng sậm, nhẵn nhụi như gương, thanh cự kiếm trong tay nó cũng có màu vàng sậm, từ thân kiếm tản ra những luồng ánh sáng kỳ lạ. Người khổng lồ không hề có hơi thở, nó chỉ đứng đó thôi cũng đã mang lại cho người ta một áp lực vô hình. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, nàng ta cười bảo, đây là sinh mệnh ta mới tạo ra, ta gọi nó là Diệt Thế Thần Tướng. Diệt Thế Thần Tướng? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có lợi hại không? Tần Quan đáp, vô cùng lợi hại, ngươi nhìn thấy phần thân của nó chưa?
Thân nó được tạo thành từ 108 vạn loại vật liệu quý hiếm trong vũ trụ, độ cứng của nó có thể nói là chỉ tam kiếm và kiếm thanh huyên trong tay ngươi mới có thể phá được. Diệp Huyên sửng sốt, lợi hại vậy ư? Tần Quan gật đầu, không chỉ vậy, chúng ta còn đặt trong cơ thể nó ít nhất mấy trăm triệu con chip. Những con chip này đã tích hợp ý thức của cường giả võ đạo hàng đầu vũ trụ hiện nay, nó có thể thích ứng với các loại công kích, hơn nữa cơ thể nó đặc biệt, gần như miễn nhiễm với mọi loại thần thông pháp thuật. Diệp Huyên hỏi, gần như. Tần Quan cười đáp, có một vài loại không thể miễn nhiễm, chẳng hạn như tam kiếm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, ta có thể đánh với nó không? Tần Quan gật đầu, ta đưa ngươi tới đây là muốn ngươi đánh với nó một trận, xem có chỗ nào còn nó chưa ổn, cũng là xem ngươi có chỗ nào chưa ổn. Đương nhiên ngươi không được dùng kiếm thanh huyên. Kiếm thanh huyên của Diệp Huyên quá biến thái, có thể phá vỡ mọi vật. Nàng ta đã tiêu tốn rất nhiều vật liệu quý giá để chế tạo ra người khổng lồ này, không thể bị Diệp Huyên phá vỡ được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đương nhiên. Tần Quan búng tay, diệt thế thần tướng phía xa bỗng thu nhỏ lại, trong nháy mắt nó đã biến thành hình dáng như người bình thường. Mà lúc này Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ. Khi Diệp Huyên biến mất, diệt thế thần tướng phía xa bỗng đâm ra một kiếm. Trên mũi kiếm có một kiếm mang phóng ra, Diệp Huyên bị nhát kiếm này ép dừng lại tại chỗ, kiếm nhân gian trong tay hắn cũng đâm vào mũi kiếm của diệt thế thần tướng. Mũi kiếm với mũi kiếm. Lúc này, Diệp Huyên xoay cổ tay, kiếm nhân gian trong tay bỗng quay ngoặt một góc, bay thẳng về phía diệt thế thần tướng. Nhưng diệt thế thần tướng còn nhanh hơn, kiếm của Diệp Huyên vừa mới bay ra, nó không lùi mà tiến, một thanh kiếm đã đâm vào chân mày của hắn. Chấp nhận bị thương để đổi lấy mạng. Diệp Huyên hơi do dự, người hắn run lên, lui về phía sau nghìn trượng, nhưng kiếm của diệt thế thần tướng cũng đuổi theo, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến vị trí cách đầu mày của hắn nửa tấc. Diệp Huyên hơi híp mắt, hơi nghiêng người, tránh được thanh kiếm trong gang tấc, mà giây tiếp theo vô số kiếm nhân gian nhấn đã chìm diệt thế thần tướng. Bùm! Sau một âm thanh trầm đục, diệt thế thần tướng lập tức bị hất văng, bay ra xa mấy vạn trượng. Nhưng nó vừa dừng lại thì một thanh kiếm nhân gian đã bay tới. Có điều diệt thế thần tướng phản ứng cực nhanh, trở tay chém ra một kiếm, đánh lên kiếm nhân gian. Keng! Kiếm nhân gian bị ép dừng lại tại chỗ, không chỉ vậy, tay phải của diệt thế thần tướng còn vung về phía trước, trong nháy mắt, kiếm nhân gian đã bị đánh bay. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, hắn nhẩm niệm, chớp mắt, từng thanh kiếm nhân gian chém về phía diệt thế thần tướng. Cong cong cong. Trong tích tắc, từng luồng kiếm quang liên tục bắn vào diệt thế thần tướng, nó liên tục lùi lại, sau khi lùi mấy vạn tượng mới dừng lại, mà nó vừa dừng lại xung quanh nó đã xuất hiện vô số vết kiếm, nhưng rất mờ. Thấy cảnh này, mặt Diệp Huyên sầm xuống. Thực lực của hắn hiện giờ đã không phải như trước đây, uy lực kiếm nhân gian của hắn có thể nói là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng hắn không ngờ lại chỉ để lại vết kiếm trên diệt thế thần tướng. Khó tin. Lúc này Tần Quan đi tới, hơi lắc đầu bảo, khả năng phòng ngự vẫn chưa đủ mạnh. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nhìn Tần Quan, vẫn chưa đủ. Tần Quan gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì. Nàng ta nhìn Diệp Huyên cười bảo, đương nhiên ngươi cũng rất lợi hại, nếu là người khác thì không thể khiến nó bị thương được. Diệp Huyên cười, đúng thế. Mà đúng lúc này, diệt thế thần tướng đột nhiên chĩa kiếm về hướng Diệp Huyên, một luồng kiếm thế cường đại bao phủ lấy hắn. Diệp Huyên và Tần Quan đều cau mày. Tần Quan không hạ lệnh. Đúng lúc này, diệt thế thần tướng đột nhiên cầm kiếm xông về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ tay chém xuống. Vụt. Một thanh kiếm bỗng bay ra. Vụt. Lần này, thanh kiếm ấy bay thẳng vào giữa đầu mày của diệt thế thần tướng, đóng đinh nó tại chỗ. Kiếm thanh huyên. Diệt thế thần tướng lập tức cứng ngắc tại chỗ. Tần Quan chớp mắt, tên này phản bội. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tần Quan bỗng gọi, tiểu ái. Tiểu ái xuất hiện. Tần Quan xua tay ra lệnh, cho tan chảy đi. Nghe thế, Diệp Huyên và Tiểu Ái đều ngẩn người. Tiểu Ái thẳng thốt, cho tan chảy ấy ạ. Tần Quan gật đầu, ta không thích kẻ phản bội, cho tan chảy đi. Tiểu Ái chần chờ một chút rồi nói, nó vừa mới được chế tạo,
tuy có ý thức độc lập nhưng vẫn chưa được chỉ dạy, vậy nên. Tần Quan nhìn Tiểu Ái chằm chằm, không cho nó tan chảy thì cho ngươi tan chảy nhé. Hiển nhiên nàng ta hơi tức giận rồi. Nghe vậy, Tiểu Ái biến sắc, vội vàng quỳ xuống. Tần Quan nhìn Diệt Thế Thần Tướng phía xa rồi bảo, nếu nó không có ý thức độc lập thì ta sẽ không tới mức phải khiến nó tan chảy, nhưng nó đã có ý thức độc lập, hơn nữa còn phản bội, loại này đương nhiên không thể giữ. Hòa tan. Lần này Tiểu Ái không dám nhiều lời nữa, lập tức đưa Diệt Thế Thần Tướng đi. Tần Quan khẽ nói, không ít vấn đề, phải đúc lại. Diệp Huyên trầm giọng, thật ra Diệt Thế Thần Tướng đó cũng rất mạnh. Huống chi nếu hắn không dùng kiếm Thanh Huyên thì thật sự hơi khó giết được nó. Nếu để nó đi chiến đấu với đám thần linh chắc chắn đám thần linh sẽ rất đau đầu. Tần Quan nói, không sao, vẫn có thể chế tạo con khác mạnh hơn. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Tần Quan chợt hỏi, ngươi có cần chiến giáp không? Diệp Huyên ngạc nhiên, là sao? Tần Quan cười, nếu ngươi cần thì ta có thể chế tạo cho ngươi một bộ chiến giáp cực kỳ lợi hại. Diệp Huyên lắc đầu, thôi. Bây giờ hắn chỉ muốn tu kiếm, những thứ khác hắn đều không muốn dùng. Phá thần này dù thế nào cũng phải thành công. Tần Quan suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng được. Nàng ta biết bây giờ Diệp Huyên muốn phá thần, vì thế không muốn dựa vào ngoại vật. Tần Quan bỗng nói, đến đạo môn xem, đồ chủ nhân bút đại đạo để lại đó có lẽ có thể giúp được ngươi. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, đạo môn ở đây sẽ cho ta xem chứ. Tần Quan lườm Diệp Huyên, bây giờ ngươi là đạo môn chi chủ, tại sao phải quan tâm ý kiến của bọn chúng? Chủ nhân bút đại đạo đưa đạo ấn cho ngươi là đã giao cả đạo môn cho ngươi rồi. Vậy nên mọi thứ của đạo môn đều là của ngươi, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Tần Quan cười bảo, nếu bọn họ thật sự không thức thời thì ta đánh bom nguyên tử san bằng bọn họ. Đánh bom nguyên tử san bằng. Nghe vậy, Diệp Huyên lắc đầu cười. Một lúc sau, Diệp Huyên và Tần Quan tới đạo môn, quy mô của đạo môn nơi này không lớn, nhưng vừa tới đây Diệp Huyên đã cảm nhận được hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ. Cảm nhận được điều này, nét mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, nơi này có rất nhiều cường giả đang ẩn nấp. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên và Tần Quan, hai vị có chuyện gì à? Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Tần Quan đã bảo, Tiểu Huyên tử, cho ông ta xem đạo ấn. Diệp Huyên gật đầu, sau đó tế đạo ấn ra. Nhìn thấy đạo ấn, ông lão im lặng. Đương nhiên ông ta biết nó có nghĩa là gì. Tần Quan nhìn ông lão nói, chúng ta muốn đến đạo các. Ông lão lắc đầu, đạo các là cấm địa của đạo môn, không phải người của đạo môn thì không được vào, ta. Diệp Huyên bỗng tiến lên trước, giây tiếp theo, kiếm Thanh Huyên bay ra khỏi cơ thể hắn. Con người của ông lão co rút lại, ông ta giơ hai tay lên đỡ. Bùm! Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể ông ta, giây tiếp theo ông lão bị kiếm của Diệp Huyên chém vào trong thời không hắc ám vô tận. Trong thời không hắc ám vô tận, ông lão vừa dừng lại, cơ thể đã từ từ biến mất, cực kỳ kinh người. Ông lão ngơ ngác. Mà lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Chi Ngôn cũng có mặt, đám cường giả đạo môn nhìn Diệp Huyên chằm chằm với vẻ mặt không thiện cảm. Diệp Huyên nhìn mọi người, bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, ta sẽ tiếp quản đạo môn. Có ai không phục không? Chi Ngôn trầm giọng, Diệp công tử, đạo môn này không phải đạo môn của cậu, là của chúng ta. Kiếm Thanh Huyên chợt bay ra. Vút. Trong tích tắc, Chi Ngôn cũng bay vào thời không vô tận, cũng như ông lão kia, nàng ta vừa dừng lại, cơ thể đã tan thành. Diệp Huyên nhìn lướt qua những cường giả đạo môn còn lại, bình tĩnh hỏi, còn ai không phục nữa không? Lúc này một ông lão tóc bạc thấp giọng nói, các hạ độc đoán quá đấy. Diệp Huyên kích hoạt đạo ấn xuất hiện ở đầu mày của hắn. Diệp Huyên nhìn mọi người, các ngươi có nhận ra đạo ấn này không? Nhìn thấy đạo ấn này, vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên họ nhận ra đạo ấn. Nhìn thấy đạo ấn như nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhìn mọi người, bây giờ thì sao? Lúc này một người đàn ông trung niên bỗng thấp giọng bảo,
tuy ngươi có đạo ấn, nhưng vậy thì sao? Ngươi không phải chủ nhân bút đại đạo, đạo môn này là đạo môn của chúng ta, không liên quan đến người khác. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, xem ra các ngươi đến chủ nhân bút đại đạo cũng không nhận nữa rồi. Hay, chủ nhân bút đại đạo cũng thật là, vì sao thuộc hạ của ông ấy đều là những kẻ phản bội vậy chứ? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu ngươi muốn chơi cứng thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì không khách sáo đi. Nghe vậy, trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên vẻ hung ác tế trận. Rầm. Đột nhiên, một luồng thần quang thái cực phóng thẳng lên trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, thần quang thái cực phóng lên trời xong lập tức hình thành một vòng tròn thái cực, từng luồng khí thế đáng sợ lập tức khóa chặt Diệp Huyên bên dưới. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn đã hiện lên sát khí. Lúc này, tiểu bút chợt nói, tiểu chủ, dùng đạo ấn. Nhưng lúc này, thái cực trận đột nhiên kịch liệt chấn động, ngay sau đó vô số thần quang cường đại ép xuống, tấn công Diệp Huyên phía dưới. Diệp Huyên kích hoạt đạo ấn lập tức phóng lên trời. Trong nháy mắt đạo ấn phóng lên trời, thái cực thần trận dung chuyển kịch liệt sau đó tiêu tán trên bầu trời, tất cả thần quang cũng biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả đạo môn đều nghịch mặt. Mất rồi. Trận pháp mạnh nhất của đạo môn cứ thế biến mất ư. Mà lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, tế trận. Ở nơi sâu trong đạo môn bỗng kịch liệt dung chuyển, sau đó một luồng thần quang phóng lên trời, trong mắt mọi người, vòng tròn thái cực mới biến mất lại xuất hiện. Nhưng lần này trận pháp đã khóa chặt hơi thở của tất cả cường giả đạo môn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều bị sốc. Lúc này, người đàn ông trung niên đạo môn vội vàng nói, các hạ, chúng ta nguyện nhận đạo ấn, nguyện tôn các hạ. Diệp Huyên bình tĩnh nói, không cần nữa. Nói xong hắn phất tay, trong nháy mắt vô số lực lượng cường đại quét tới, đánh về phía những cường giả đạo môn kia. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải, mọi thứ ở đây lập tức bị hắn đẩy vào thời không hắc ám vô tận. Phía dưới là tiểu trận, nếu đại chiến ở đây thì có lẽ tiểu trấn sẽ hóa thành cho tàn trong nháy mắt. Vì vậy, hắn phá vỡ thời không nơi đây, đưa cả đạo môn vào trong thời không hắc ám vô tận. Chiến đấu ở đây sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Khi toàn bộ đạo môn được Diệp Huyên đưa vào thời không hắc ám vô tận, nét mặt các cường giả đạo môn đều chợt trở nên vô cùng khó coi. Người đàn ông cầm đầu kinh hãi nhìn Diệp Huyên, người định làm gì? Diệp Huyên bình thản nói, thay chủ nhân bút đại đạo thanh lý môn hộ. Dứt lời, hắn vung tay, trong nháy mắt, thái cực thần trận bỗng tuôn ra vô số thần quang. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cường giả của đạo môn đều kinh hãi, sau đó đồng loạt phóng lên trời, chiến đấu với những thần quang đó. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, trên trời có những tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Mặc dù những cường giả đạo môn này cường hãn, nhưng trận pháp của đạo môn còn mạnh hơn. Bởi vì những năm nay không biết đã có thần linh không ngừng củng cố trận pháp này, nhưng họ không ngờ sau khi Diệp Huyên tế đạo ấn ra, linh của trận pháp này lại chống lại bọn họ. Phản bội. Quân phản bội. Đã bắt đầu có cường giả đạo môn gục ngã. Đúng lúc này, người đàn ông đạo môn đi đầu bỗng hét to, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, tên này còn có thể gọi tổ tông cơ à? Người đàn ông vừa dứt lời, nơi sâu trong đạo môn có một đóa đạo liên từ từ mọc lên, đóa hoa dần dâng lên, một luồng khí thế bí ẩn và huyền ảo bỗng xuất hiện. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên cau mày, chủ nhân bút đại đạo thật sự sẽ xuất hiện sao? Thấy thế, các cường giả đạo môn vui mừng khôn xiết. Xuất hiện rồi. Chủ nhân bút đại đạo sắp xuất hiện rồi. Mà vào lúc này, một hư ảnh bỗng xuất hiện trên đóa đạo liên ấy. Nhìn thấy hư ảnh này, những cường giả đạo môn đang có mặt lập tức quỳ xuống. Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp! Thật sự xuất hiện rồi. Bút lông ngu ngốc. Hư ảnh ấy nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào Diệp Huyên, cười chào hỏi, lâu rồi không gặp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lâu rồi không gặp. Hư ảnh cười hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Huyên nhún vai, rồi nói, hình như người của ông không thừa nhận đạo ấn ông đưa ta. Hư ảnh nhíu mày,
quay lại nhìn các cường giả đạo môn xung quanh, vì sao lại không thừa nhận. Nghe vậy, sắc mặt của các cường giả đạo môn thoáng chốc trắng bệch. Hư ảnh lắc đầu, thấy đạo ấn như thấy ta, vì sao các ngươi lại không thừa nhận. Người đàn ông trung niên đi đầu run rẩy nói, sư tổ, hắn quá bá đạo. Hư ảnh nhìn ông ta, năm xưa khi thu nhận ngươi, ngươi chỉ là một tiểu đạo đồng, thấy tâm tính của ngươi cũng được nên mới nhận ngươi nhập môn. Năm xưa ngươi khiêm tốn hiếu học, không ngờ mấy năm gần đây ngươi lại trở nên quá quát thế này. Nghe vậy, mặt người đàn ông trung niên lập tức xám xịt. Hư ảnh nhìn chung quanh, lắc đầu, tuy không muốn thừa nhận nhưng phải nói là trật tự của đạo môn thực sự rất tệ. Diệp Huyên bỗng thêm vào, vừa nãy bọn họ còn mắng ông. Nghe vậy, đám người đàn ông trung niên bỗng trợn tròn mắt nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin. Mẹ kiếp! Sao hắn có thể như vậy? Hư ảnh đột nhiên vung tay, chẳng phải bây giờ cậu đang chiến đấu với thần linh sao? Để bọn họ chiến đấu cho cậu đi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không cần. Hư ảnh im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, tuy bọn họ có sai nhưng cũng không đến nỗi thích. Để bọn họ góp sức cho cậu có gì không ổn? Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta không thích. Hư ảnh lắc đầu, cái nét này của cậu mãi chẳng chịu thay đổi gì cả. Thôi vậy. Nói xong y vung tay, tất cả cường giả của đạo môn đều biến mất. Diệp Huyên cau mày. Hư ảnh giải thích, ta đưa họ tới nơi khác sửa sai. Diệp Huyên trầm giọng, ta muốn ông chỉ dạy cho vài điều. Hư ảnh hỏi, liên quan đến thần linh. Diệp Huyên gật đầu. Hư ảnh lắc đầu. Không nói gì. Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc bọn chúng có lai lịch gì? Vì sao lại có bất tử chi thân? Chủ nhân bút đại đạo cười, điều này ta không thể nói rõ với cậu được, ta chỉ có thể nói là thế giới của chúng và thế giới nơi này thực sự khác nhau, mà nói từ đẳng cấp thế giới thì thế giới của chúng cũng cao hơn thế giới của chúng ta. Nhưng chúng là thế giới thật, nơi đây cũng là thế giới thật, không có cái gọi là thật và ảo. Đương nhiên trong mắt chúng, bọn chúng là thế giới thật. Ở đây là thế giới ảo. Dù sao đúng là tri thức của thế giới đó vượt xa thế giới này của chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi tiếp, phải làm sao mới có thể giết được chúng? Nếu như không sử dụng kiếm của ta. Chủ nhân bút đại đạo cười, đây là điều cậu phải suy nghĩ. Diệp Huyên nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, khi xưa ông từng giúp vũ trụ này, vì sao bây giờ lại không giúp nữa? Chủ nhân bút đại đạo cười, chẳng phải bây giờ có cậu đấy sao? Diệp Huyên không nói nên lời. Chết tiệt! Lão tử đến để gánh tội à? Chủ nhân bút đại đạo khẽ mỉm cười, ta thấy cậu thế này là muốn phá thần đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, cũng là chuyện tốt. Nếu cậu có thể phá thần thành công, cậu sẽ có thể đến được chân thế giới. Diệp Huyên suy nghĩ, bây giờ ta vẫn được coi là người thiên mệnh chứ? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, nói một cách nghiêm khắc thì đã không phải nữa rồi. Đương nhiên thân phận này đã không còn quan trọng với cậu nữa. Diệp Huyên nhìn chủ nhân bút đại đạo, câu hỏi cuối cùng, nếu ta phá thần bất thần thì sẽ chết à? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không chết, nhưng cậu sẽ không thể làm kiếm chủ nhân gian được nữa. Nếu cậu thành công thì thế gian sẽ không còn Kháo Sơn Vương nữa. Không còn Kháo Sơn Vương nữa. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết con đường phá thần của mình lần này có thể sẽ hơi khó khăn. Chủ nhân bút đại đạo cười hỏi, cậu đang lo lắng gì vậy? Diệp Huyên lắc đầu cười. Chủ nhân bút đại đạo nhẹ giọng bảo, thật ra cậu không cần lo lắng và cũng không nên lo lắng, càng không thể lo lắng gì cả. Diệp Huyên cau mày. Chủ nhân bút đại đạo cười hỏi, thần trong lòng cậu là ai? Diệp Huyên trầm giọng đáp, tam kiếm. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, vậy cậu có biết thần trong lòng mình hình thành như thế nào không? Hắn không trả lời. Chủ nhân bút đại đạo cười khẽ, thật ra cũng bình thường thôi, bởi vì tam kiếm không chỉ vô địch ở trong lòng cậu mà còn vô địch trong lòng rất nhiều người khác. Quả thật họ rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Có thể nói họ không chỉ là thần trong lòng cậu mà còn là thần trong lòng của nhiều người khác. Diệp Huyên hỏi, làm thế nào mới có thể phá? Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, chỉ có thể dựa vào bản thân cậu. Diệp Huyên nhìn chủ nhân bút đại đạo, y cười, trong lòng mỗi người đều sẽ có một vị thần,
và làm thế nào để phá được vị thần này thì chỉ có thể dựa vào bản thân cậu, người ngoài không thể giúp cậu. Hắn im lặng. Tam kiếm. Phải thừa nhận rằng cho đến ngày hôm nay, giờ này phút này, mỗi lần nghĩ đến cha, đại ca và Thanh Nhi, trong lòng hắn đều sẽ dâng lên một chút cảm giác bất lực. Mạnh. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Hắn chưa từng nhìn thấy ba người họ giết người tới nhát kiếm thứ hai. Hơn nữa, dù đến tận bây giờ, hắn cũng không thể cảm nhận được giới hạn thực lực của tam kiếm. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Và đây cũng là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất. Diệp Huyên đáp, ta biết đạo lý này, nhưng mỗi lần nghĩ đến tam kiếm, ta lại cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đến ngày hôm nay ta vẫn chưa chạm tới giới hạn thực lực của họ. Cảm giác mà họ mang lại cho người khác là vô địch, luôn luôn vô địch, mãi mãi vô địch. Dù những vị thần linh lớn mạnh kia đứng trước mặt họ cũng không đỡ nổi một nhát kiếm của họ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ta hiểu những điều mà cậu nói, nhưng tại sao cậu lại muốn nghĩ tới tam kiếm? Diệp Huyên sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo cười nói tiếp, điều cậu cần làm là trở thành phiên bản tốt hơn của mình chứ không phải họ. Cậu là cậu, ngay cả bản thân mình cậu còn không làm được mà đã muốn trở thành họ, chuyện này sao có thể? Với lại cậu cũng không thể trở thành họ, bởi vì mỗi người đều khác nhau, họ là họ, người khác không thể bắt chước họ. Cậu nên nghĩ làm thế nào để trở thành phiên bản tốt hơn của mình, đây mới là điều quan trọng nhất. Trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Sau một lúc im lặng, Diệp Huyên mỉm cười, cảm ơn ông, nghe ông nói chuyện còn hơn cả đọc sách một năm. Phải nói rằng lúc này hắn đã thông suốt hơn nhiều. Đúng vậy. Như chủ nhân bút đại đạo đã nói, tại sao hắn phải trở thành tam kiếm chứ? Điều hắn cần làm là trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Thật ra vị thần trong lòng là do hắn tự gieo. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên lắc đầu cười. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo cười bảo, cảm ơn ta. Ta cũng hơi bất ngờ đấy, chẳng phải cậu luôn gọi ta là bút lông ngu ngốc à? Diệp Huyên cười ha hả, không ngờ lão già này lại biết. Dường như nghĩ tới gì đó, hắn hỏi, ông có thể nói thêm về những vị thần linh đó không? Hắn vẫn muốn hiểu nhiều hơn về những vị thần linh đó. Bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng những thần linh mà hắn nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của tảng băng. Chủ nhân bút đại đạo cười đáp, cũng không có gì để nói cả. Diệp Huyên trầm giọng, theo ta được biết, trước đây ông từng trợ giúp thế giới hư chân đối kháng thần linh. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy. Hắn khó hiểu, vậy tại sao bây giờ ông? Chủ nhân bút đại đạo cười nhẹ, chẳng phải bây giờ có cậu à? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, thật ra ở trong lòng các ông, con người cũng được, thần linh cũng được, đều không phân chia tốt xấu. Tất cả mọi người đều đang cướp đoạt, con người cũng đang cướp đoạt những chủng tộc nhỏ yếu hơn mình, có điều bây giờ con người đã trở thành đối tượng bị cướp đoạt, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm tư. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, thật ra một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành thế này. Hắn không hiểu, tại sao? Chủ nhân bút đại đạo trả lời, đây là đạo. Đây không phải đạo của con người, là đạo của pháp tắc vũ trụ. Đạo này là một quy luật, vạn vật vạn linh và tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có quy tắc vận hành riêng của mình, ví dụ như thủy triều lên xuống, mặt trời lặn rồi mọc, sinh lão bệnh tử. Nói xong, y lắc đầu cười, một vùng vũ trụ tinh hà bị cướp đoạt sau một thời gian dài, nó sẽ chôn vùi, nhưng sau hàng tỷ năm. Nó sẽ sống lại và biến thành một vũ trụ mới, sau đó sinh ra sinh mệnh mới. Bất luận là thần linh hay con người đều là khách qua đường trong vũ trụ bao la và thời gian bất tận này. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, tu hành, tu đến về sau sẽ mất đi nhân tính, có thật không? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không phải, là khi tu đến cuối cùng, cậu sẽ thường thấy rõ bản chất của đạo, vậy nên cậu sẽ thông suốt, và một khi thông suốt, cậu sẽ coi nhẹ. Cậu sẽ biết tất cả những gì xảy ra là chuyện tất nhiên và nên xảy ra. Bây giờ cậu còn ở trong đạo, do đó cậu có nhân tính, đây là điều bình thường, nhưng nếu cậu phá thần thành công, nhân tính của cậu sẽ từ từ thay đổi. Nói xong, y tạm dừng một lát rồi tiếp tục, giữa con người cậu và kiếm đạo là đạo của cậu, nó tạo nên cậu nhưng cũng có thể trở thành chướng ngại vật lớn nhất của cậu. Không phá được thì không xây được, nếu cậu sống được trong tuyệt cảnh, khi đó cả vũ trụ và thế giới đều là của cậu.
Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Chủ nhân bút đại đạo cười bảo, chỉ hiểu thôi cũng không được. Giữa biết là làm được có một khoảng cách mà người thường khó nhìn thấy. Rất nhiều chuyện có rất nhiều người biết, nhưng cũng có rất nhiều người không làm được. Tóm lại, mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu. Tất nhiên, nếu bây giờ cậu từ bỏ việc phá thần, cậu sẽ rất an toàn, còn thần linh, đó là một chuyện đơn giản biết bao, một nhát kiếm của muội muội cậu là có thể giải quyết. Mặc dù nàng ấy biết mọi thứ, cũng biết có nhiều thứ cần tồn tại, nhưng nàng ấy có thể vì cậu mà thay đổi tất cả, thậm chí là hủy diệt cả vũ trụ này. Y tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, sự bao dung mà nàng ấy dành cho cậu là thứ mà bây giờ cậu không thể hiểu. Giống như một người trưởng thành bao dung trẻ con, ta hoàn toàn không có hứng thú với trò chơi của ngươi, nhưng vì ngươi, ta có thể chơi cùng với ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu hết mà. Sao hắn lại không biết chứ, có lẽ ở trong mắt Thanh Nhi, những kẻ địch và khó khăn mà hắn đang đối mặt có vẻ rất ngây thơ, nhưng Thanh Nhi sẵn sàng làm bạn với hắn mãi mãi. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, đến lúc ta phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn y cười, cậu tự quyết định chuyện của vũ trụ và thần linh này đi. Về phần những thần linh đó, họ cũng không đáng sợ lắm đâu, có điều nếu cậu phá thần không thành công, để đánh bại họ thì cũng khó. Nhưng sau khi cậu phá thần thành công, cậu sẽ không còn hứng thú với họ nữa. Dứt lời, y lắc đầu cười một tiếng, dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng cố lên nhé. Nói xong, cơ thể y bắt đầu trở nên trong suốt dần. Diệp Huyên vội hỏi, một câu hỏi cuối cùng, ông có phải là thần linh không? Chủ nhân bút đại đạo cười, khi nào đạt tới cấp bậc của tam kiếm, tự nhiên cậu sẽ hiểu được vấn đề này. Bây giờ ta nói cho cậu biết, có lẽ cậu cũng không thể hiểu. Hắn trầm giọng, còn một câu hỏi nữa, ai cũng bảo ta sẽ có con, vậy ta sẽ sinh con với ai? Chủ nhân bút đại đạo cười ha hả, chuyện này cũng phụ thuộc vào cậu, cậu muốn sinh với ai thì tùy cậu thôi. Vừa dứt lời, y đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên cạn lời, sinh con, với ai đây? Đợi chủ nhân bút đại đạo đi rồi, Diệp Huyên mới thu những thứ trong đạo môn vào rồi rời khỏi thời không hắc ám vô tận. Đúng lúc này, Tần Quan xuất hiện trước mặt hắn. Nàng ta cười hỏi, sao lại trông bí xị thế này? Diệp Huyên lắc đầu cười, không phải, chỉ đang cảm thán thôi. Chủ nhân bút đại đạo đã cho hắn biết rất nhiều chuyện. Tần Quan, có lấy được đồ không? Hắn gật đầu. Tần Quan, vậy tìm chỗ nào rồi hai ta cùng xem. Nói rồi, nàng ta đưa hắn đến bên bờ hồ trong ngôi làng nhỏ. Diệp Huyên vươn tay, gọi 12 quyển sách cổ xuất hiện. Hắn vừa cầm đại một quyển ra, Tần Quan đã nheo mắt buột miệng, đạo điển. Diệp Huyên nhìn những quyển còn lại, thấy tên chúng lần lượt là pháp điển, thần điển, võ điển, kiếm điển, linh điển, hồn điển, xá điển, ác điển, thiện điển, chân điển, nhân điển. Hai người họ trao nhau một cái liếc mắt trước bắt đầu lật sách ra xem. Một hồi sau, Tần Quan mới thốt lên, 12 bộ thánh điển này mới được sửa chữa gần đây, có thể nói chính là căn cơ của văn minh võ đạo cho vũ trụ ngày nay. Diệp Huyên gật gù, hắn biết khởi nguồn cho văn minh võ đạo của vũ trụ này chính là chủ nhân bút đại đạo. Mà 12 quyển thánh điển này chính là nguồn gốc cho văn minh võ đạo của vũ trụ ngày nay. Tần Quan lại lật xem một hồi, nói, lợi hại thật. Diệp Huyên nhìn sang, nghe nàng ta giải thích, chủ nhân bút đại đạo phải lợi hại lắm mới sáng tạo ra những thứ võ đạo và phương pháp tu luyện này. Nếu không có y đứng ra truyền đạo, không biết văn minh võ đạo của thế giới này còn lạc hậu đến đâu nữa. Diệp Huyên gật đầu, phải thừa nhận rằng hắn thật sự rất tôn trọng chủ nhân bút đại đạo. Tuy sẽ có lúc mỉa mai kháy đều này nọ, nhưng đó là vì hắn bị y sắp xếp cho gặp toàn chuyện xui xẻo khi trước. Bây giờ nhìn hắn huênh hoang khắp nơi thế này, làm gì có ai còn nhớ khi xưa hắn thê thảm cỡ nào chứ? Mà kẻ địch lúc nào cũng bất thường cả. Vượt cấp ư? Vượt vô số cấp luôn ấy chứ? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu cười. Mặc dù trước đây vô cùng thê thảm nhưng cũng có lúc hắn cũng ra vẻ ghê lắm. Với lại cũng không thể chối rằng khi có Thanh Nhi ở bên thì hắn mạnh hơn rất nhiều. Chính sức mạnh này đã giúp tâm cảnh hắn chậm rãi sinh ra biến hóa. Bỗng hắn nghe Tần Quan nói, 12 bộ thánh điển này kỳ ảo vô cùng, ta phải chú giải mới được,
bằng không thì hậu nhân sẽ khó mà hiểu rõ. Diệp Huyên gật đầu, được. Nàng ta đưa quyển kiếm điển sang cho hắn, cái này là phần của ngươi. Diệp Huyên tròn mắt, của ta. Tần Quan cười, ngươi là kiếm chủ nhân gian, công việc chú giải kiếm điển đương nhiên phải do ngươi làm rồi. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu, cũng được. Dù sao đây cũng là thứ do chủ nhân bút đại đạo viết ra, hắn cũng muốn xem thử ra sao. Diệp Huyên ngồi sang bên, mở kiếm điển ra, sau đó dần đọc tới quên trời quên đất. Bên trong liệt kê ra mấy nghìn loại kiếm đạo trên thế gian, còn trình bày cặn kẽ từng loại như thế nào. Diệp Huyên đọc mà khiếp sợ không thôi. Mấu chốt là phần sau kiếm điển còn ghi chép lại vô số kiếm tu mạnh mẽ, nào là họ tu kiếm đạo gì, có đặc điểm gì, tất cả đều được viết lại rõ ràng. Bên trong còn có cả mộ niệm niệm, được chủ nhân bút đại đạo phê cho dòng đánh giá, thanh kiếm thứ tư trong nhân gian. Thanh kiếm thứ tư trong nhân gian. Điều này chứng tỏ niệm tỷ tuy thua tam kiếm về sức mạnh nhưng không có nghĩa là nàng ấy yếu, ngược lại còn vô cùng xuất sắc về phương diện thiên phú và trí tuệ. Đủ để thấy chủ nhân bút đại đạo đánh giá nàng cao đến đâu. Diệp Huyên lật tiếp về sau, cuối cùng thấy được tên mình. Kiếm đạo nhân gian. Chỉ có bốn chữ. Ngoài ra không còn gì khác. Diệp Huyên không khỏi nhăn tít mày lại. Thế này là sao? Là không còn gì để nói à? Có mỗi phê bình đánh giá thôi mà cũng không cho. Hắn lắc đầu với vẻ cạn lời. Im lặng một hồi sau, Diệp Huyên lấy cây viết ra. Đã không chịu đánh giá thì để ta tự đánh giá. Hắn suy ngẫm một hồi rồi vung bút viết xuống, kiếm chủ nhân gian, kiếm tu cuối thời kỳ trật tự cũ, thiên tư vô song muôn đời, sống để tu kiếm, xuất hiện để chống lại tai kiếp, vô địch đương thời, đạt đến đỉnh cao huy hoàng của đời người, tạo ra huyền thoại vô tận. Tổng kết, ngầu lòi. Viết xong rồi, hắn hài lòng gật gù. Chợt nghe tiểu tháp dè dặt lên tiếng, tiểu chủ à, làm vậy ổn không đó? Diệp Huyên tỉnh bơ hỏi lại, ngươi có ý kiến? Tiểu tháp im lặng. Diệp Huyên nghiêm giọng, ta nói sai gì sao? Trật tự đạo môn vừa sụp đổ là ta sinh ra đời. Tư chất ta chẳng lẽ không tốt? Hay ta không phải kiếm tu? Thần linh xuất hiện chẳng phải tai kiếp à? Cuộc đời ta chưa đủ huy hoàng hay sao? Hay là ta chưa đủ ngầu? Tiểu tháp càng im thin thít. Diệp Huyên cười, đừng sợ, người nghĩ gì cứ việc nói ra. Ta không phải kiểu người hẹp hòi, tuyệt đối không suy bụng ta ra bụng người đâu. Tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu, tiểu tháp ngươi vẫn còn trẻ quá, chưa hiểu sự đời. Ngươi cho rằng ta tự đánh giá bản thân là để khoe khoang à? Quá sức nông cạn. Tiểu tháp tiếp tục không nói gì. Diệp Huyên thao thao bất tuyệt, ta đánh giá là muốn cho hậu nhận nhớ rõ Diệp Huyên này đã làm gì cho họ. Dù sao chống lại thần linh đã là việc vô cùng nguy hiểm rồi, mà ta thì chuyện cực khổ gì cũng làm, muốn đổi lại chút danh tiếng cũng không có gì quá đáng chứ hả? Tiểu tháp vội hùa theo, đúng vậy, ta không có ý gì đâu tiểu chủ, ta chỉ muốn nói đánh giá như vậy chưa xứng với người, hay là kêu tiểu bút viết thêm mấy lời hoa mỹ nữa đi. Nó giỏi văn hóa lắm á, viết ra bảo đảm mượt. Tiểu bút. Diệp Huyên nghĩ ngợi một phen, ta thấy tiểu tháp nói đúng đấy tiểu bút, nhiệm vụ này giao cho huynh. Tiểu bút im luôn. Không bao lâu sau đã có tiếng ầm ĩ truyền ra từ trong tháp. Diệp Huyên khẽ cười. Không nghĩ ngợi nữa mà tiếp tục đọc sách. Thanh Khâu kìa. Có cả đánh giá cho nàng ấy nữa. Hứng thú dâng lên, Diệp Huyên tò mò muốn biết chủ nhân bút đại đạo phê gì cho cô gái này. Thanh Khâu, đến từ thời đại Tam Duy, một mình trấn áp tứ duy, bảo vệ Tam Duy muôn đời bình an. Thiên phú, thực lực vượt quá lẽ thường. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Xem ra chủ nhân bút đại đạo đánh giá nàng ấy rất cao đấy chứ. Mà ngẫm lại cũng bình thường thôi, vì Thanh Khâu chính là thiên mệnh đời thứ nhất cơ mà. Diệp Huyên cười cười, lật ra trang cuối. Đúng như dự đoán, chính là Tam Kiếm. Toàn bộ chỉ có một dòng chữ duy nhất, Tam Kiếm, vượt quá lẽ thường. Vượt quá lẽ thường. Đây chính là đánh giá chủ nhân bút đại đạo dành cho họ. Ngoài ra không còn gì khác. Diệp Huyên im lặng suốt một hồi lâu. Lật lại trang sách viết về mình, lại vung bút lên, kiếm chủ nhân gian, vượt quá lẽ thường một cách thái quá. Sau khi đổi xong,
Diệp Huyên cười ha ha, rồi bắt đầu tập trung chú giải bộ kiếm điển. Không thể không nói, bộ kiếm điển chủ nhân bút đại đạo biên soạn này thật sự rất lợi hại, kiến giải về kiếm đạo chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Thế gian có 3.000 kiếm đạo, chỉ có kiếm đạo của Tam Kiếm không nằm trong bộ kiếm điển này. Còn lại tất cả các kiếm đạo khác đều được giới thiệu chi tiết. Khoảng thời gian sau, Diệp Huyên và Tần Quan cùng tiến vào tiểu tháp rồi bắt đầu bận bù đầu. Diệp Huyên cũng không tu luyện tiếp nữa, kiếm đạo hiện tại của hắn đã đạt đến một trình độ nhất định, muốn đột phá nữa thì vô cùng khó khăn. Mà hắn cũng không gấp. Ổn định lại tâm tình, từ từ tu luyện. Trong quá trình chú giải kiếm điển, Diệp Huyên cũng đã gặt hái được rất nhiều. Dần ra, Diệp Huyên bắt đầu trầm luân vào trong đó. Mà ở một bên khác, Tần Quan còn bận rộn hơn cả Diệp Huyên, nàng muốn chú giải hết 12 thánh điển này, mà trong quá trình chú thích, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ ra giảm thêm một vài điều. Nàng cảm thấy hiện nay có vài phương pháp tu luyện quá mức rườm rà, nhất là bên trong kiếm điển còn dính đến rất nhiều cảnh giới, nàng cảm thấy có vài cảnh giới không cần thiết phải tồn tại, bởi vậy mới thẳng tay cắt bớt đi. Ngoài ra nàng còn biên soạn lại một bộ quy tắc chung. Quy tắc chung của 12 thánh điển. Ngày hôm đó, lúc Tần Quan đang soạn quy tắc chung thì Diệp Huyên đi tới, hắn liếc nhìn một cái đã thấy kinh ngạc, "Tiểu Quan, cô làm gì vậy?" Tần Quan cười nói, "12 bộ thánh điển này vô cùng ảo diệu, hơn nữa mỗi bộ đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, vậy nên ta muốn biên soạn ra một bộ quy tắc chung để ràng buộc 12 bộ thánh điển này." Diệp Huyên khẽ gật đầu, lúc nghiên cứu kiếm điển, hắn đã phát hiện kiếm điển này không chỉ đơn giản là một quyển sách. Nó có linh. Hơn nữa kiếm linh của kiếm điển này còn rất đáng sợ. Tất nhiên là không thể đánh lại hắn rời. Tần Quan lại nói, 12 bộ thánh điển này phong phú vô cùng, sau này hẳn cũng sẽ được lưu truyền mãi mãi cho các võ đạo đời sau, như thế thì tương lai văn minh võ đạo của vũ trụ quan huyên chắc chắn sẽ vượt xa thời đại này. Diệp Huyên cười nói, cô đoán thử, tương lai người ta có nhớ đến chúng ta và chủ nhân bút đại đạo không? Tần Quan cười nói, chẳng sao cả. Làm việc mình thích, làm việc mình thấy đúng, cứ vậy thôi, còn những thứ khác ta cũng không để ý lắm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Tần Quan đột nhiên lấy ra một bộ điển cố đưa cho Diệp Huyên, Diệp Huyên không rõ, là gì vậy? Tần Quan cười nói, đây là kiếm điển, ta cũng chú giải qua một lần. Người đọc xem thử. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở ra nhìn, vừa đọc được hắn đã sửng sốt. Toàn bộ kiếm điển này chỉ nói về một kiếm đạo, chính là kiếm đạo nhân gian. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan nghiêm túc nói, ta tập hợp đặc điểm của 3.000 kiếm đạo rồi so sánh với kiếm đạo của ngươi, ta phát hiện kiếm đạo của ngươi có rất nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất trong đó chính là tín ngưỡng chi lực của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của cô đây là ưu điểm, cũng là yếu điểm của ta. Tần Quan gật đầu, đúng, ta đã điều tra, Dương Bá Phụ cũng đã từng tu tín ngưỡng chi đạo, nhưng y chỉ dùng một lần, chính là lúc đối đầu với thiên mệnh cô nương. Hơn nữa, y cũng không giống với ngươi, nòng cốt sức mạnh của y luôn luôn là bản thân mình, bởi vậy tín ngưỡng chi lực không trở thành gánh nặng của y. Mà ngươi thì không như vậy, ngươi hiện tại hẳn đã phát hiện ra vấn đề của bản thân. Thế nhưng ngươi cũng không thể từ bỏ tín ngưỡng chi lực được. Diệp Huyên gật đầu. Kỳ thực tu luyện đến bây giờ, hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Tín ngưỡng chi lực. Hắn là kiếm chủ nhân gian, lực lượng nhân gian là cơ sở của hắn, nhưng nếu hắn muốn phá thần, thì tín ngưỡng chi lực này cũng sẽ là chướng ngại của hắn. Tín ngưỡng chi lực. Ở góc độ nào đó mà nói, đây vẫn luôn là ngoại lực. Diệp Huyên trầm mặc. Từ bỏ tín ngưỡng chi lực. Tất nhiên là không thể rồi. Chúng sinh tạo nên hắn, bây giờ chỉ vì muốn đắc đạo mà diệt chúng sinh, như vậy là trái với bản tâm của hắn. Cho dù năm đó Thanh Nhi diệt đạo, cũng là vì nàng đã phân thân, chứ không phải là Thanh Khâu nguyên bản. Nếu là Thanh Khâu lúc ban sơ thì chắc chắn không thể diệt được đạo. Phủ định tín ngưỡng của chính bản thân, đó không phải là phá thần, mà là nhập ma. Tần Quan khẽ nói, thật ra cũng không hẳn là không có cách. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan cười nói, thứ ngươi lo lắng đơn giản chỉ là vũ trụ quan huyên thôi đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan chớp mắt, vậy đơn giản rồi,
cứ bồi dưỡng ra một kiếm chủ nhân gian khác là được rồi không phải à? Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Tần Quan cười nói, thật ra chỉ cần ngươi biết vấn đề của mình nằm ở chỗ nào là được. Còn cách giải quyết thì cứ từ từ rồi cũng sẽ có thôi. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ đúng là hắn cũng không gấp, bởi vì hắn biết có gấp cũng chẳng được gì. Hiện tại còn rất nhiều chuyện khác cần làm. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên hỏi, Tiểu Quan, cô có từng nghiên cứu về nhóm Thanh Nhi không? Nghe vậy, Tần Quan đặt cây viết trong tay xuống, nàng im lặng một lát rồi đáp, đã từng. Diệp Huyên lập tức thấy tò mò, nói một chút đi. Tần Quan lắc đầu cười, không thể nói. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không thể. Tần Quan gật đầu, ta nghiên cứu về thần linh, cũng nghiên cứu về tam kiếm, thần linh thì còn có chút dấu vết để lần theo, còn tam kiếm, bọn họ. Nói rồi, nàng khẽ lắc đầu, bọn họ đã vượt qua nhận thức của chúng ta, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết bản thân đã đến trình độ nào. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan bỗng nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nói, Tiểu Huyên tử, thật ra ta cũng không quá hy vọng ngươi sẽ phá thần thành công. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Tần Quan cười nói, bây giờ ngươi vẫn còn nhân tính, có thất tình lục dục, mà ngươi càng mạnh thì sẽ càng giống muội muội thiên mệnh của mình vậy, xem thường tất cả thế gian, cũng chính là thần tính mà mọi người thường nói. Như hiện tại, cha và đại ca của ngươi chưa từng thèm quản mấy chuyện linh tinh như thần linh này, vì sao? Thứ nhất là họ đang rèn luyện ngươi, thứ hai là trong cái nhìn của bọn họ, cho dù là thần linh hay chúng sinh của vũ trụ quan huyên đều giống nhau cả. Bọn họ đã nhìn thấu bản chất của thế gian rồi. Như chúng ta đứng nhìn động vật trong rừng sâu cắn xé lẫn nhau vậy thôi, đúng hay sai? Không có gì là đúng và sai cả, chỉ có sinh tồn và cướp đoạt. Nói đơn giản hơn thì bọn họ đã vượt qua tất cả, thì sẽ xem thường tất cả. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi mới tiếp lời, thật ra ta cũng luôn suy đoán nếu trong lòng muội muội ngươi không có ngươi, hoặc có thể nói nàng đã hoàn toàn chấm dứt với ngươi. Thì thực lực của nàng có lẽ sẽ lần nữa đột phá. Nàng là thần trong lòng của ngươi, nhưng từ một góc độ nào đó, ngươi cũng là thần khó lòng phá được trong lòng của nàng. Nói rồi, Tần Quan lắc đầu cười, tất nhiên ngươi muốn phá vị thần này thì khó như lên trời, nhưng nàng muốn phá vị thần là ngươi thì chỉ là tùy vào có muốn hay không mà thôi. Chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể phá thần. Diệp Huyên cười ha ha. Tần Quan cũng cười khẽ, ngươi bây giờ đã không còn ỷ lại bọn họ, vậy nên ta tin ngươi nhất định sẽ thành công. Chỉ là cho đến lúc đó, hy vọng ngươi vẫn sẽ là Tiểu Huyên tử mà ta biết. Diệp Huyên cười nói, yên tâm đi, cho dù ta có phá thần thành công thì cũng sẽ không vứt bỏ nhân tính của mình, cũng như Thanh Nhi đối với ta vậy. Tần Quan gật đầu, cười đáp, vậy thì tốt. Đúng lúc này, Tiểu Ái bỗng xuất hiện trước mặt hai người. Nàng ta nhìn cả hai một lát rồi nói, các chủ, chúng ta đã đúc lại diệt thế thần tướng rồi, bây giờ đã hoàn thành. Tần Quan nói, dẫn tới. Tiểu Ái khẽ gật đầu, sau đó xòe tay ra, một luồng ánh áng hiện lên trong tay nàng ta, tích tắc sau, một người khổng lồ đã xuất hiện trước mặt ba người không xa. Diệp Huyên nhìn về phía diệt thế thần tướng, hắn đánh giá một chút, ngoại hình không có gì khác với lúc trước, có điều lần này người khổng lồ không dùng kiếm. Mà là dùng súng. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, thử xem. Diệp Huyên gật đầu. Ba người đi vào một vùng hư không, Diệp Huyên nhìn diệt thế thần tướng ở phía xa, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, một luồng kiếm quang đã chém thẳng lên diệt thế thần tướng. Bùm! Diệt thế thần tướng liên lục lui lại hơn mấy trăm trượng. Mà khi nó vừa dừng lại thì trước ngực đã xuất hiện một vết cắt sâu hóm. Diệp Huyên không dùng kiếm Thanh Huyên. Khoảng thời gian vừa qua cũng đủ giúp thực lực hắn tăng lên nhiều vô cùng. Lúc này, vết rách trước ngực diệt thế thần tướng bỗng nhanh chóng khép lại. Thấy thế, Diệp Huyên sửng sốt. Tần Quan hơi cong khóe miệng lên, được lắm, có thêm cả chức năng tự khôi phục. Tiểu Ái gật đầu, các chủ. Thực lực và năng lực chữa trị của diệt thế thần tướng này đã tăng lên rất nhiều lần so với bản mẫu lần trước, chỉ đáng tiếc một chỗ duy nhất là chỉ số thông minh của nó không còn cao như cũ. Tần Quan cười nói, có được thì phải có mất chứ. Tiểu Ái gật đầu, các chủ, muốn tạo ra bao nhiêu? Tần Quan suy nghĩ một chút rồi hỏi, chúng ta có thể tạo ra được bao nhiêu?
Tiểu Ái giơ một ngón tay lên. Diệp Huyên hỏi, 10. Tiểu Ái lắc đầu, 100. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức ngớ ra. 100. Vậy thì có hơi thái quá. Tiểu Ái gật đầu, dù sao cũng là được tạo ra ở trong tiểu tháp, nếu ở bên ngoài thì không nhanh được như vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, các cô có đủ tiền không? Tiểu Ái vừa định gật đầu thì tần quan ở bên đột nhiên hô lên, không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Tiểu Ái ngây người, sau đó nhìn tần quan, nhưng không nói gì thêm. Tần quan nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta cần phải tạo ra rất nhiều món đồ công nghệ khác, vậy nên tài chính tiêu hao vô cùng lớn, nếu có thể thì ngươi giúp ta một chút đi. Diệp Huyên do dự một chốc rồi hỏi, thật à? Tần quan đáp ngay, tất nhiên rồi. Ngươi nhìn ta đi, chẳng lẽ ta giống loại người vì tiền mà dối người sao? Diệp Huyên trầm mặc. Cô nhìn cũng lưu manh lắm. Tần quan lại nói, linh nguyên kia ngươi còn không? Cho thêm chút nữa đi. Diệp Huyên lắc đầu, hết rồi. Tần quan suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ ta thật sự rất khó khăn, ngươi nhìn đi, ngày nào ta cũng phải tốn rất nhiều tiền để nghiên cứu, mỗi món vũ khí siêu cấp đều là dùng tiền đúc nên. Không chỉ thế, ta còn phải đi thu thập các loại vật liệu quý hiếm khắp chư thiên vạn giới. Quan trọng nhất là những món vũ khí ta tạo ra đều cần phải nạp tiền, ví dụ như đạn pháo bắn ra một viên là mất một viên. Muốn bắn thêm viên nữa thì phải chế tạo ra, mà muốn vậy thì phải có tiền, ngươi biết mà. Bây giờ mỗi ngày ta đều tiết kiệm tối đa, chỉ ăn một bữa trong ngày, cơm trưa hay tối cũng không dám ăn. Ta! Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho tần quan, đừng nói nữa. Tất cả linh nguyên của ta đều ở đây. Tiểu Ái! Tần quan cười híp mắt nhận lấy nhẫn chứa đồ, được được. Diệp Huyên cạn lời. Hắn phát hiện ra rồi. Bây giờ phú bà này cứ luôn để ý đến ví tiền của hắn. Tần quan nhìn về phía Tiểu Ái, tạo 100 diệt thế thần tướng trước, nhất định phải nhanh nhất có thể. Tiểu Ái gật đầu, sau đó lui xuống. Tần quan nghiêm túc nói, đến bây giờ những thần linh kia vẫn không có động tĩnh, không hợp lý lắm. Diệp Huyên gật đầu. Từ sau trận chiến trước đó, thần linh rút lui, đến tận bây giờ. Bọn họ vẫn không có chút động tĩnh nào, chuyện này vô cùng bất thường. Tần quan trầm giọng nói, có thể là đang bày mưu tính kế gì đó. Diệp Huyên gật đầu, cũng có khả năng. Nói xong, hắn lắc đầu, tiếc là chúng ta quá bị động, đều là bọn họ tấn công chúng ta. Tần quan trầm giọng nói, thật ra ta vẫn luôn nghiên cứu chân thế giới của thần linh, bây giờ đã tìm hiểu được một chút rồi. Diệp Huyên vội hỏi, chúng ta có thể đi đến thế giới của bọn họ không? Tần quan lắc đầu, tạm thời thì không, hơn nữa thế giới của bọn họ không phải cách thế giới của chúng ta bằng thời không? Diệp Huyên nhíu mày, ý cô là thế giới của chúng ta và thế giới của bọn họ không có vấn đề khoảng cách à? Tần quan gật đầu, nàng ta lấy một tờ giấy ra, sau đó vẽ một vòng tròn bên trên, sau đó lại vẽ một người trong vòng tròn, giải thích một cách đơn giản là chúng ta ở trong bức vẽ. Còn bọn họ đứng ở vị trí của chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên im lặng. Nếu thật sự giống như lời tần quan nói thì thật sự hơi phi lý. Tần quan lại nói, mà bọn họ đánh nhau với chúng ta cũng giống thế này. Nói đến đây, nàng ta cầm bút vẽ thêm một người trong vòng tròn, bọn họ vẽ một người, không tốn bao nhiêu công sức cả. Hơn nữa, sau khi người được vẽ ra chết, bọn họ có thể vẽ tiếp, mà bản thể của bọn họ sẽ mãi mãi an toàn. Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp. Ai cũng nói hắn bật hách, đám thần linh này mới là bật hách đó chứ. Tần quan nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên bay vào tay nàng ta. Tần quan nhìn kiếm thanh huyên, nhẹ giọng nói, thanh kiếm này của ngươi có thể giết chết bản thể của bọn họ, cho nên ngươi biết việc này có ý nghĩa thế nào không? Diệp Huyên im lặng. Trước đó, hắn còn chưa suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Mà hiện tại, hắn đã suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ rồi. Thanh Nhi thật sự quá hơn người. Tạo ra một thanh kiếm đã có thể giết chết bản thể của những thần linh này. Nếu là bản tôn của nàng ấy đích thân ra tay, thì trước mặt nàng ấy, những thần linh này cũng sẽ như rau cải. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Phá thần! Phá thần! Chết tiệt, bây giờ bảo ai tới, người đó chẳng đau đầu chứ.
Năm đó lúc phụ thân đối mặt với Thanh Nhi, không phải cũng gần như sắp tuyệt vọng sao? Tần Quan nghiêm túc nói, cho nên, chúng ta muốn giết thần linh, cách duy nhất chính là vượt qua cái lồng giam này, vượt khỏi quy tắc nào đó, sau đó ở cùng một thế giới với bọn họ. Chỉ có thế, chúng ta mới có thể chân chính giết chết bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, việc này ta sẽ giao cho cô nghiên cứu. Nghe vậy, Tần Quan trợn trắng mắt. Diệp Huyên cười nói, cũng đành chịu thôi, ở bên chúng ta chỉ mỗi cô có năng lực này. Tần Quan gật đầu, ta sẽ cố gắng nghiên cứu. Diệp Huyên gật đầu, xét từ một góc độ nào đó, cô cũng là hy vọng của chúng ta đấy. Tần Quan lắc đầu cười khẽ, dù nghiên cứu ra được cũng phải có người, không có ai thì sao có thể chiến đấu với bọn họ chứ? Diệp Huyên cười đáp, để ta. Tần Quan đang định đáp lời thì nàng ta đột nhiên cau mày, sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, có thần linh xuất hiện ở chiến trường hư chân. Nghe vậy, Diệp Huyên híp mắt đi. Dứt lời, hắn dẫn theo Tần Quan biến mất, trong nháy mắt, hắn và Tần Quan đã đi tới chiến trường hư chân. Vừa đến nơi, Diệp Huyên đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ông ta mặc áo bào trắng, tay cầm một thanh trường thương, cách người đàn ông này không xa chính là tội vương kia. Nhìn thấy tội vương, Diệp Huyên cau mày. Người này sống hơi lâu rồi đấy. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, sắc mặt tội vương lập tức thay đổi, người này nhìn gã làm gì? Diệp Huyên đột nhiên cười nói, tội vương, đấu tay đôi không? Tội vương lập tức xa sầm mặt, Diệp thiếu, bây giờ không phải sân nhà của ta, ta không đấu tay đôi với ngươi. Nhưng mà công tử này của chúng ta thực lực mạnh mẽ, lần này ông ấy cố ý đến tìm ngươi, muốn đại chiến với ngươi đấy. Mạc công tử. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, ông ta cười nói, mong Diệp công tử chỉ giáo. Diệp Huyên đáp, được. Dứt lời, hắn chợt biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Vụt. Một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên. Phía xa, Mạc công tử kia híp mắt, ông ta tiến lên một bước, sau đó đâm ra một thương. Ầm. Một thương đâm ra, lực lượng đáng sợ thoáng chốc bộc phát, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường hư chân biến thành hư vô, mấy người xung quanh cũng tiến vào thời không bóng tối vô tận. Lúc Diệp Huyên và Mạc công tử ra tay, tội vương liên tục lùi lại, gã lùi đi rất xa. Gã vốn muốn xoay người bỏ chạy, nhưng gã vẫn quyết định ở lại xem thử. Gã muốn nhìn xem thực lực của Kháo Sơn Vương này đã nâng cao bao nhiêu rồi. Khi thấy hai người giao thủ, gã lập tức xa sầm mặt. Mẹ kiếp! Thực lực của Kháo Sơn Vương này lại trở nên mạnh hơn rồi. Thật là biến thái! Như nghĩ đến điều gì, tội vương đột nhiên nhìn về phía Tần Quan bên cạnh, nàng ta đứng ở đó, đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Không thể không nói, Tần Quan trông rất yếu ớt, như kiểu chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã. Lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của tội vương, Tần Quan nhìn về phía gã, nàng ta khẽ mỉm cười, sau đó thò tay vào trong túi vải. Thấy cảnh này, sắc mặt tội vương lập tức thay đổi, gã vội vàng lùi lại mấy vạn trượng, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với Tần Quan. Kháo Sơn Vương đáng sợ. Người phụ nữ này còn đáng sợ hơn. Nàng ta có một đống thứ kỳ lạ, nổ đến mức đầu kêu ong ong. Thấy tội vương rút lui, Tần Quan lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên và Mạc công tử. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm xuống. Ầm. Chiêu kiếm này khiến một vùng kiếm quang lóe lên trong thời không vô tận, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc khiến Mạc công tử kia liên tục lùi lại. Mạc công tử này lùi lại khoảng mấy trăm nghìn trượng, ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đã cầm kiếm đi tới trước mặt ông ta. Con ngươi Mạc công tử co lại, ông ta không lùi mà còn tiến tới, xông về phía trước, đâm ra một thương. Oanh! Trong nháy mắt, kiếm quang và thương mang bộc phát trước mặt hai người, chỉ trong nháy mắt, hai người đồng thời lùi lại. Trong quá trình lùi lại, Diệp Huyên vung tay phải, vô số kiếm nhân gian bay ra, sau đó biến thành những tia kiếm quang bắn nhanh về phía Mạc công tử. Thấy cảnh này, Mạc công tử kia híp mắt, tay phải cầm thương đâm về phía trước. Ầm. Trong nháy mắt, muôn nghìn thương mang không ngừng bộc phát từ trong cơ thể ông ta. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thời không bóng tối vô tận sôi trào, những tiếng nổ không ngừng vang lên. Ầm. Lại có một tiếng nổ vang lên,
Sau đó, Mạc công tử kia lui lại một lần nữa. Lúc này, Diệp Huyên đang muốn ra tay, nhưng Tần Quan ở phía xa đột nhiên cau mày, sau đó, sắc mặt nàng ta hơi thay đổi, bọn họ cố ý giữ chân ngươi, mục tiêu của bọn họ là vũ trụ quan Huyên. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức híp mắt. Mục tiêu là vũ trụ quan Huyên. Nghe thấy lời của Tần Quan, Diệp Huyên thoáng chốc xa sầm mặt. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Mạc công tử, Mạc công tử đang định lên tiếng thì hắn đột nhiên biến mất. Xoẹt. Một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Mạc công tử híp mắt, ông ta chợt bước về phía trước một bước, sau đó, cả người ông ta chợt trở nên hư ảo, sau đó, giữa cân mày của ông ta có một thanh trường thương bay ra. Oanh. Trong nháy mắt, một tia thương mang kèm theo trường thương bay nhanh, lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ thời không bóng tối vô tận chấn động đến mức vỡ tan. Lúc này, một thanh huyết kiếm chém tới. Oanh! Một thanh trường thương rung động dữ dội, sau đó, thanh huyết kiếm bị chém vỡ. Phập! Kiếm thanh huyên đâm thẳng vào giữa chân mày của Mạc công tử. Ầm! Cơ thể Mạc công tử cứng đờ, một lực lượng đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể ông ta. Trong nháy mắt, thân thể của Mạc công tử đã vỡ tan, còn kiếm thanh huyên thì đang nhanh chóng nuốt chửng linh hồn ông ta. Lần này, tốc độ nuốt chửng của kiếm thanh huyên rất nhanh, linh hồn của Mạc công tử bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mạc công tử nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa bằng ánh mắt mơ hồ, ngươi thật sự có thể giết chết bản thể của chúng ta. Diệp Huyên đi tới trước mặt Mạc công tử còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyên lại mở tay phải, kiếm thanh huyên rung lên, linh hồn của Mạc công tử hoàn toàn bị nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng toàn bộ linh hồn của Mạc công tử, Diệp Huyên quay đầu nhìn sang một bên. Mà lúc này, Tội Vương đã biến mất không còn tâm hơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 264.